Hello, xin chào tất cả các em nha, lại là, là thầy Duy đây Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series chữa đề thi thử trên group vật lý physics Cụ thể là đề số 35, thi thử vào thứ năm lần trước Được chưa? Rồi thôi, chúng ta sửa luôn Câu số 1, để chữa ung thư thì có thể dùng à, tia gì? Thì để chữa ung thư á, thì chúng ta biết là cái tia của chúng ta phải có khả năng hủy diệt tế bào Được Giống như là tia x, tia gamma Ở đây thì chỉ có tia x thôi, chúng ta chọn nó bán là cô B Được không ạ? À? Đó. Thì khi mà 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 hủy diệt tế bào á thì ít có khả năng đúng không ạ à? chữa bệnh uh, ung thư nông, tức là hủy diệt tế bào ung thư ở uh, uh, gần ngoài da, đúng chưa? Đó. và tính uh, đâm xuyên của nó thì nó cũng không tốt bằng uh, tia gamma. Đó, tuy nhiên thì khi mà uh, chữa bệnh bằng uh, xạ trị như thế này á, đúng không ạ? À? Thì nó đồng thời á, làm cho những tế bào lành tính xung quanh á, nó nhận liều bức xạ và khi nhận liều bức xạ thì những tế bào đó nó có khả năng bị à, biến đổi dna đúng chưa những cái à, tia bức xạ này đều có khả năng làm ion hóa phân tử ở và nó làm cho ion hóa à, cái gì à, cái liên kết à, trong à, cấu trúc ATGX đó đúng không ạ à? và nó có thể làm cho những cái tế bào lành tính xung quanh trở thành ung thư đúng chưa rất là rất rất là nan giải đúng không ạ à? rất là khả năng à? rất là nguy cơ luôn đúng không ạ à? cho nên là chúng ta cẩn thận khi mà ừ chữa bệnh ung thư bằng xạ trị ha. Câu số 2, chiếu tia tử ngoại vào dung dịch fluorescein đúng không ạ? À? Thì ánh sáng phát ra, ánh sáng uh, phát ra có màu lục. Thì đó là cái gì? Thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta chiếu tia tử ngoại vào. Đúng chưa? Đó và có một cái ánh sáng phát ra. Thì đây là à, cái hiện tượng uh, quang phát quang, đúng chưa? Quang phát quang. Ha. Quang phát quang và chúng ta để ý đây là dung dịch đúng không ạ đây là dung dịch à, lỏng và khí thì thường thường nó là à, chất huỳnh quang đúng chưa? và khi mà chúng ta tắt ánh sáng đi thì à, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì cái à, dung dịch này nó trở nên à, à, tối lại đúng chưa? tắt ánh sáng kích thích thôi sau một thời gian rất là ngắn, yeah. Đó. đối với một phân tử là dưới 10 mũ trừ 8 giây, Đó. nhưng mà do là cái ánh sáng thứ cấp của nó có thể à, À, tồn tại trong nó cho nên là nó có thể à, sáng lâu hơn một chút đúng không ạ nhưng mà nó tắt rất nhanh thôi sau khi gần kích thích câu số 3 hiện tượng hai sóng trên mặt nước gặp nhau tạo nên các gần sóng ổn định gọi là hiện tượng gì thì đây chính là hiện tượng à, giao thoa sóng đúng chưa đó. À. hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng mà hai sóng kết hợp gặp nhau rồi chưa tạo ra những gợn lồi gần lõm đó, à. đó. À. hình hyperbol có thể là đường thẳng ok chưa đó thì ổn định gọi là hiện tượng giao thoa ha câu số 4 người ta không dùng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích hiện tượng giao thoa đúng chưa tại vì thuyết lượng tử ánh sáng là đánh bật cái khía cạnh ánh sáng có tính chất hạt à, lên đó và hiện tượng giao thoa là một trong những hiện tượng mà chứng minh ánh sáng có tính chất sóng. cho nên là không thể nào mà dùng để giải thích hiện tượng giao thoa được ha câu số 5 trong sóng dọc phương dao động của các phần tử môi trường à chung với phương truyền sóng đúng chưa? Đó, khi chúng ta phân loại sóng thì chúng ta dựa vào hai cái phương là phương dao động và phương truyền sóng. Đây cũng chính là hai cái khía cạnh của một cái sóng đúng không ạ? Vừa dao động và vừa lan truyền cái dao động đó đi. À đó thì đó mới gọi là gì nhỉ? Đó mới gọi là sóng ha. Câu số 6, trong các đoạn mạch sau đây, đoạn mạch nào luôn có hệ số công suất cực đại? Hệ số công suất à là cos hợp bởi u phi hợp bởi u và y đúng không? là phi u trừ phi y thì cos phi của mình luôn luôn sao nhỉ? bé hơn bằng một vậy thì suy ra là cos phi max đúng chưa? hệ số công suất cực đại của mình là bằng một ok chưa? đó thì đối với mạch điện chỉ có r thì cos phi của mình nó sẽ bằng không có phi công thức của mình là r chia z đúng mà đó nhưng mà nếu mà mạch của mình thì chỉ có r có nghĩa là r chia r sẽ ra một luôn Dạ, họ là mạch RLC đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì nó cũng có gì nhỉ? À, có phi bằng 1 nhưng mà ở đây không có ha, không có đáp án đó. Câu số 7. Một chất điểm dao động điều hòa thì các đại lượng nào sau đây luôn hướng về vị trí cân bằng? Được chưa? Ok. Thì chúng ta thấy là à, chúng ta có là, là là cái lực kéo về đúng không ạ? Là cái lực mà gì là hợp lực gây ra dao động hợp lực tác dụng lên vật đúng không và gây ra gia tốc dao động điều hòa cho vật và đối với lực kéo về và gia tốc thì chúng nó đều hướng về đúng chưa đều hướng về vị trí cân bằng à, f bằng m e ha. hai thằng này nó sẽ cùng hướng với nhau nè độ dời của vận tốc là vuông pha độ dời với lực kéo về à, độ dời với vận tốc là vuông pha cho nên là à, có lúc hướng của nó giống nhau có lúc hướng của nó sao khác nhau độ dời và lực kéo về thì hai này là ngược pha cho nên nó ngược hướng gia tốc và vận tốc thì à, là vuông pha cho nên là có khi có khi nó cùng hướng có khi nó ngược hướng ha vậy cho chỉ có gia tốc lực kéo về nó cùng hướng thôi à, cho nên là à, cặp đại lượng đúng không mà mà cùng một hướng để chưa? hướng về với các bạn thì chỉ có thể là qua thôi à, câu số 8. gọi f 1 là tần số của âm thanh f 2 là tần số của hạ âm f 3 là tần số siêu âm thứ tự là sau đây là tần số giảm dần cho f 1 là tần số của âm thanh âm mà có thanh đúng chưa? tức là âm nghe được đúng chưa? âm mà có thanh tức là âm nghe được thì chúng ta biết là hạ âm là tần số nhỏ nhất à, bé hơn 16 hz ha từ 16 hết tới 20.000 hết là âm thanh và cuối cùng là à, tần số siêu âm bây giờ tần số giảm dần thì 3 1 2 3 1 2 đáp án là câu C câu số 9 trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sao đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng chúng ta chỉ có công suất trung bình thôi chứ không có công suất hiệu dụng đúng chưa đó. giá trị hiệu dụng là giá trị trung bình bình phương đúng chưa giá trị trung bình bình phương của những đại lượng điều hòa đó thì tại vì nếu mà lấy giá trị trung bình thì nó sẽ ra không được chưa đó cho nên là người ta phải lấy tới giá trị trung bình bình phương và nó sẽ có mà cái ý nghĩa của riêng nó đúng chưa đó thì điện áp số điện động và cường độ điện đều là những đại lượng điều hòa cho nên là phải có dùng giá trị hiệu dụng còn đối với công suất là một đại lượng gì nhỉ? À, là một đại lượng tuần hoàng cho nên chúng ta chỉ cần lấy trung bình thôi là nó đã khác gì rồi. Đã khác không rồi ha. Nó đã có ý nghĩa rồi. Câu số 10. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, khi đi qua vị trí cân bằng có tốc độ là V0 thì tần số của vật là nhiêu? Chúng ta nhớ là quậy thì hay bị phạt. Đúng chưa? Và uh, bằng gì nhỉ? Ah cực đại của cột liền sau chia cho cực đại của cột liền trước đúng chưa? Nói chung là cực đại sau chia cực đại trước, cực đại sau là cực đại V này chia cho A thì suy ra F của mình nó chính là bằng đi cho V0 chia đi cho 2BA. Đáp án là câu C là chính xác. Câu số 11. Một ánh sáng đơn sắc có tần số F truyền trong chân không với tốc độ C và bước sóng lambda hệ thức nào sẽ đúng? F bằng C chia lambda thôi, đúng không à? Tần số là bằng vận tốc chia cho uh, bước sóng trong môi trường đó. Câu 12 trong chân không, một ánh sáng hồng ngoại có tần số là fH và một ánh sáng tử ngoại có tần số là ft so sánh này sau đây luôn đúng. Chúng ta biết là tần số của hồng ngoại luôn luôn phải nhỏ hơn tần số của tử ngoại, hợp lý không à? à bây giờ tần số hồng ngoại lớn hơn uh, 2/3. Tần số hồng ngoại chia cho tần số tử ngoại lớn hơn 2/3, uh, chưa chắc đúng không à? đó chưa chắc là nó lớn hơn 2 phần 3 đúng chưa mà muốn chắc chắn đúng á, thì nó phải bé hơn một cơ đúng chưa nói chung là suy ra Ờ nói chung là vậy đó ok tiếp theo là fh mà lớn hơn 2 ft thì thôi thua, thua đúng không à? ạ thôi thấy thua, thua thua ác luôn đúng không ạ này là chắc chắn sai còn này là chưa chắc đúng ha chưa chắc đúng đây là chắc chắn sai rồi ờ, chưa chắc chắc chắn nó giống nhau nhỉ thôi thôi chưa? Nói chung là vậy Rồi, Uh, FT lớn hơn 2FH. Ừ cái này thì. Uh, um, FT bằng 2 phần 3FH là sai nè. Được chưa. Thì cái này là. Ok. Cái này là, là là luôn đúng. Đúng nha. So sánh này là có thể đúng. luôn Có thể luôn đúng. Ha. Ừ cái này nó hơi. Uh, gì. Rất gì và này nọ chút. Đúng à. FT sẽ lớn hơn 2FH. Điều đó chứng tỏ được là FT lớn hơn fh đúng không à? lớn hơn fh được không rồi ok câu số 13 một vật có khối lượng m dao động điều hòa ở phương trình là x bằng a cos omega t móc thế năng ở vị trí cân bằng năng lượng dao động của vật này là bao nhiêu thì năng lượng dao động của vật này chính là cơ năng để cho thì nó sẽ là cơ năng tổng quát của dao động điều hòa là 1 phần hai m omega bình a bình đáp án là câu d là chính xác câu 14. tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ tại thời điểm T, vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ hợp với nhau một góc 90 độ, đúng chưa? Nhớ là phương là vuông góc, đúng chưa? Phương của hai vector này là vuông góc. Câu 15, chiếu một chùm bức xạ có bức sóng lambda và bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quan điện là 0,36 micromet. Hiện tượng quan điện không xảy ra nếu lambda là bằng bao nhiêu? Thì chúng ta biết hiện tượng quan điện muốn xảy ra thì lambda của mình nó phải bé hơn lambda zero là 0 là 0,36 36 micromet đây là để xảy ra đúng chưa vậy để không xảy ra thì chúng ta dùng à, cái dấu nó sao ngược chiều lại đúng chưa ở à, không xảy ra ướm vô lambda lớn bằng 0,36 không không lambda có lớn hơn bằng 0,36 không không lớn hơn không lớn đúng chưa đáp án là câu c là chính xác dạ yeah. ôi oh, chết, 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 chết. lừa đấy từ từ thấy đơn vị là thấy lừa đấy đúng không à, à 0,36 micromet thì chúng ta đổi qua micromet Thằng này là vào cỡ là 300 micromet. Đúng chưa? Là cuối rồi đó. Ok chưa? Còn này là 0,4. 0,4 thì nó nó rất là nhỏ đúng không? Nanomet thì nó sẽ là 0,0004 micromet ha. Ok. Thằng này cũng vậy. Đó. Vậy là câu B là câu sai. Dạ. Yeah. Ảo thật đấy. Câu 16. Câu 16 để sạc điện thoại người ta dùng củ sạc một đầu củ sạc cắm vào ổ cắm còn đầu kia nối với điện thoại ở Việt Nam điện áp hiệu dụng giữa hai chốt ổ cắm đó là 220V đúng chưa ở điện áp à, của Việt Nam đúng không thì thường thường là 220V 50Hz đúng chưa đây là gì đây là à, điện áp hiệu dụng à, và đây là tần số của của dòng điện ở Việt Nam đúng chưa đó 50 Hz chính là tần số hiện đại ha, tần số hiện đại. Ừ. Chứ không như là Nhật với Mỹ thì nó à, Mỹ thì nó có cái một cái tần số rất là cũ rồi là 60 Hz. Và do Mỹ nó cũng là nước à, xây dựng lưới điện áp cho Nhật đó mà sau chiến tranh. Đó. tình bù mà, đúng không ạ? À? Sau chiến tranh thì nó cũng sao nó cũng uh, có 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 một số chỗ là 600 hét với 110 v đúng nha ở đây nó bảo công suất nhưng mà ừ cái đó lưới, điện đó là cũ rồi ha cũ rồi câu 17 cho chùm electron lấy trong có động năng lớn đập vào tấm kim loại thì người ta thu được bức xạ điện từ có khả năng đâm xuyên tốt có bức sóng lambda đối với dân không giá trị lambda có thể là bao nhiêu đúng chưa thì chúng ta biết đây là đâm xuyên tốt đúng không ạ đâm xuyên tốt và tạo ra được bằng cái việc là va chạm của chùm e đó trong đúng chưa thì chắc chắn ha đó chính là t mà t thì nó sẽ có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại là vào cỡ 10 mũ trừ à, 11 cho đến 10 mũ trừ 8 mét đúng chưa thì à, 10 mũ trừ 10 mét là hợp lý đúng không ạ 10 mũ trừ 10 mét là hợp lý hình dung không ạ à? rồi còn 0,1 femtomet là dưới 10 mũ trừ 16 rồi ha ở lộn mà dưới 10 mũ trừ 12 rồi giờ thì đây là tia gamma ở ha ok 200 nanomet là tia tử ngoại đúng không ạ 40 nanomet cũng là cỡ tia tử ngoại thôi câu số 18 khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì rotor sẽ quay cùng chiều với từ trường nhưng có tốc độ quay nhỏ hơn đúng chưa À, nhớ giùm thầy là omega của à, từ trường bằng đúng omega của dòng điện, đúng chưa? Omega của dòng điện nè. À, để tạo cái từ trường đó thì chúng ta phải cho dòng điện đi qua, đúng không ạ? À? À, thì bằng đúng omega của từ trường, nhưng mà lớn hơn omega của rotor, để chưa? Và nó phải quay cùng chiều. Nó chỉ là không đồng bộ thôi chứ không phải là nó ngược chiều ha. Nó quay không đồng thời thôi. Câu số 19. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc màu vàng và ánh sáng đơn sắc màu lam từ dưới nước lên mặt thoáng không khí thì không thể xảy ra hiện tượng nào sau đây để chưa thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ giùm thầy đây cái trục ánh sáng đây đó thì đây là vàng nè đây là lam nè để chưa đó theo thứ tự là vậy mọi người nhớ giùm thầy là trái ló phải không ló đúng chưa không ló ok rồi bây giờ mình coi ha cả hai ánh sáng đơn sắc khúc xạ ra ngoài không khí thì có thể đúng chưa có thể là cái cây này nó dài qua tới bên đây và nó làm cho hai tia này nó sao ló hết đúng không ạ ló hết câu b ánh sáng lam bị phản xạ tăng phần còn ánh sáng vàng tồn tại tia khúc xạ bị phản xạ thành phần ánh sáng lam bị phản xạ thành phần có nghĩa là ánh sáng lam uh, không ló đúng chưa không ló còn ánh sáng vàng ló đó nè là không ló nè không ló là bị phản xạ thành phần á thì hợp lý cũng có khả năng nó xảy ra khi hai thằng này gặp nhau ở một điểm à, ở giữa vàng và lam thì lúc đó sao à, thì lúc đó thằng này ló thằng kia không ló hợp lý sao ánh sáng vào vàng bị phản xạ thành phần còn ánh sáng màu lam tồn tại tia khúc xạ không thể nào có chuyện đó đúng chưa tại vì nếu mà thằng này dài qua đây à để cho vàng không ló vàng phản xạ thành phần thì lam cũng phải bị phản xạ thành phần theo đáp án là câu c được chưa Câu số 20. Nếu cường độ âm tại một điểm tăng lên 200 lần thì mức cường độ âm thì sao? Ok. À, chúng ta biết ha. L phải L. Thì nó sẽ bằng đi cho 10 logarit. Đúng không ạ? Cơ số 10. À, lóc cơ số 10. Y phải chia Y. Đó. Thì 200 lần thôi. 200 lần thôi bạn. 10 lóc. Lóc là ship trừ à, 200. 2 lốt. 23. 23. 23 dB đúng chưa? Tức là tăng thêm 23 dB ha, tức là tăng thêm 23 dB là hợp lý. Câu 21. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Biết sóng chiều nhân dây có bước sóng 80 cm, chiều dài sợi dây là bao nhiêu? Hai bụng sóng tức là k bằng 2. để chưa? Chúng ta biết là L của hai đầu cố định là k lambda chia 2 thì tương đương L là 80 ừ, L là L K là 2 Lambda là 80 Chia 2 Thì nó ra là 80 cm Câu A Câu 22 Theo thuyết tương đối Độ chênh giữa khối lượng tương đối tính của một vật Chuyển động với tốc độ là 90% ra Và khối lượng liễu M0 của nó là Là sao ta Khối lượng tương đối tính Và khối lượng nghỉ Ok độ chênh giữa tư, khối lượng tương đối tính và khối lượng nghỉ thì chúng ta biết khối lượng tương đối tính là m khối lượng nghỉ là m không khối lượng tương đối tính đó, thì nó sẽ là à, à, m 0 chia cho một trừ tỷ lệ của v với c đúng chưa tỷ lệ của v với c tất cả bình phương đó trừ đi cho m không thì cái này giống như là động năng vậy đó đúng không ạ à? giống như là đó m không rút ra ngoài làm chung bên trong còn 1 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ v bình chia c bình trừ 1 tất cả nhân đi cho m0 đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có là 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 là, là, là bỏ ra 1 phần đi cho căn bậc 2 của 1 trừ 90% là 0.9 bình phương đúng chưa? Sau đó chúng ta trừ 1 bằng thì chúng ta sẽ ra vào cỡ là 1,294 đúng chưa? 1,294 là, là độ chênh luôn rồi đó 1,294 M0 Chính là độ chênh luôn rồi đó ha. Chính là độ chênh luôn rồi đó bạn ơi Rồi câu số 23 Laser là một trong những nguồn sáng có độ đơn sắc rất cao Một laser ruby có bước sóng trong nhân không là như đây Tần số của chùm laser này có sai số tương đối là bao nhiêu Thì ở đây chính là lambda cộng trừ delta lambda Ok chưa Đó là, nó là tần số cơ Tần số Thì chúng ta biết F của mình á, là bằng C chia lambda. Được chưa? F cũng mũ 1. Mà lambda thì nó cũng là mũ trừ 1 thôi. Nhưng mà chúng ta không quan tâm tới dấu của mũ ha. Nói chung là hai này mũ trừ 1 hết. Được chưa? Cho nên là chúng ta sẽ có là delta F chia cho F trung bình. Thì nó sẽ bằng. Này là F lambda trung bình đó nha. Sẽ bằng lambda, delta lambda chia cho lambda trung bình luôn. Đúng chưa? Và bằng đi cho 1 chia cho 694. Được chưa? Đó, có thể nhân 100 để đổi qua phần trăm. 1 phần đi cho 694 à, nhân cho 100. Thì nó sẽ ra là 0,14. 0,14% đã bán là câu A. 0,14% đã bán là câu A. Câu 24. Con lắc lò xo so dao động điều hòa biên độ A góc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi ly độ là A chia 2 thì thế năng chiếm mấy phần trăm năng lượng dao động của con lắc. Ôi giời. Thì thế năng chia đi cho cơ năng thì nó sẽ bằng đi cho x xì chia đi cho a tất cả bình phương và hàng này nó đang là 1 phần 2 tất cả bình thì chắc chắn là ừ là 1 phần 4 rồi đúng không ạ à? là 25 phần trăm rồi 25 phần trăm đáp án là câu a à, câu 25 đặt một điện áp u bằng 150 căn 2 có 100 bt trừ bt2 vào hai đầu mạch có rồi là xe máy nối tiếp khi đó điện áp thì dụng ở mỗi phần tử R, L, C đều bằng nhau. Được chưa? Điện áp giữa hai đầu L và C mà bằng nhau thì đó chính là cộng hưởng chưa? Được chưa? Đó chính là cộng hưởng rồi. À mà khi cộng hưởng được chưa? Khi cộng hưởng thì chuyện xảy ra thì U R sẽ bằng đúng U luôn và bằng đúng 150 V. Được chưa? Vậy ba này phải bằng nhau và bằng 150 V là chính xác. Câu 26 trên mặt nước tại A và B có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng cùng tần số cùng pha cùng biên độ sóng lan truyền của bước sóng bằng 2 AB trung điểm của AB sao ok chưa yeah. ừ. lý phép chứ đùa nha rồi bây giờ chúng ta sẽ à, ở đây 2 AB à ta viết phương trình nha U của trung điểm Y đúng không U U của một điểm bất kỳ đi thì nó sẽ bằng 2A code của bậc vân nhân đi cho bi à, xong rồi sau đó nhân đi cho code của omega t trừ bậc pha giao thoa nhân đi cho bi ok la chưa bây giờ nếu nó là trung điểm thì bậc vân là bằng không rồi đúng chưa nếu nó là trung điểm đây là phương trình dao động của phần tử giao thoa nếu hai nguồn là cùng pha nha mọi người cùng pha mới được nha đó thì Ví dụ nó ở trung điểm thì bậc vân nó bằng không tại vì d1 chiều d2 ra 0 mà nó nằm trên đường dung trực nè ở thì nó sẽ ra không ở thì có có không là ra một thì khỏi ghi sau rồi nhân cho cos của omega t trừ đi cho k phẩy là d1 cộng d2 đúng mà chia cho à, chia cho lambda đúng chưa d1 cộng d2 của mình chính là bằng độ dài đoạn ab luôn à, chia cho lambda là 2 ab thì quá đã luôn này dưới này mất vậy là nó sẽ ra là uh, cực đại đúng chưa và dao động lệch pha bi chia hai đúng chưa bi chia hai ok chưa yeah. so với nguồn à đáp án là cụ đề câu số 27 dùng nguồn điện một chiều để nạp điện cho tụ điện có điện dung c khi điện tích trên nụ đẩy trị cực đại thì ngắt tụ điện ra khỏi nguồn và nối tụ với cuộn cảm thuần có rồi cảm l thì một mạng dao động điều hòa có chu kỳ bằng như đây giá trị của l là nhiêu đơn giản thôi chúng ta biết là thấy rồi t bằng 2 b căn lờ cờ được chưa đó thì chúng ta sẽ suy ra à, chúng ta sẽ suy ra à, là gì nhỉ là l của mình nó sẽ bằng t bình phương chia đi cho 4 b bình phương nhân c đúng chưa hợp lý luôn bấm luôn à, bấm b nhân 10 mũ trừ 6. Tất cả bình phương chia đi cho 4 bi bình phương. Nhân cho C. C của mình đó là 2 nhân 10 mũ trừ 6. Bằng. Thì nó sẽ ra là 1,25 nhân 10 mũ trừ 7. 1,25 nhân 10 mũ trừ 7. Thì bây giờ muốn đổi qua micro thì dễ thôi mọi người ha. Chúng ta cứ nhân cho 10 mũ 6 thôi. Đấy chưa? Đó, thì nó sẽ ra là 0,125 micro Henry được chưa hoặc là nhìn cái đầu số để chúng ta kết luận được rồi 28 ở mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra bước sóng là 4 cm trên đoạn AB số điểm dao động cực tiểu giao thoa là bao nhiêu ok thì bây giờ cứ dễ thôi đây là vân trung tâm đúng chưa à, AB bây giờ thầy sẽ tính bậc qua và B thôi là xong đó. thì bây giờ mình nhớ ha, bậc của B nó sẽ bằng đi cho là AB phệt đi cho lambda là 19 phần 4 là nhiêu? 19 chia 4 là vào cỡ 4,75. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 4, bậc của nó là 4,75 nè. Bậc của này là trừ 4,75 nè. Bây giờ chúng ta đếm cực tiểu đúng không? Đếm cực tiểu là đếm số gì? Đếm cực tiểu là đếm số bán nguyên với hai nguồn cùng pha. Đúng chưa? à, ờ, đến số bán nguyên thì đến số bán nguyên là 0,5 để cho Đó. từ um, từ trừ 4,5 trước đi cho tới trừ 0,5 rồi đếm từ 0,5 cho tới 4,5 chúng ta thấy ha mỗi cái trên dưới có 5 5 đúng không 5 số bán nguyên từ 0 tới, cho tới 4 đúng giờ là có 5 số vậy chúng ta sẽ chọn nó bán là 10 số tất cả câu 29 mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do thì với cường độ dòng điện cực đại là cường độ điện trường cực đại trong tụ là E0 và cảm ứng từ cực đại trong cuộn cảm là B0. Khi cường độ điện trường trong tụ có độ lớn bằng 0,6 E0 thì độ lớn cảm ứng từ trong cuộn cảm là bao nhiêu? Đúng chưa? Tức là E chia đi cho E0 đang là 0,6 đúng chưa thì suy ra B chia cho B0 là bằng bao nhiêu thì xin thưa luôn là bằng nghe nha mọi người trong tụ điện cảm ứng từ quên trong tụ điện à, cường độ điện trường giữa hai bảng tụ điện và cảm ứng từ giữa dựa... trong lòng ống dây của mạch dao động LC là vuông pha với nhau ha là vuông pha với nhau nha mọi người chứ không phải là cùng pha giống như sóng điện từ đúng chưa trong mạch dao động LC hai này là vuông pha à, e B sinh ra từ Y đúng chưa và E sinh ra từ Q Ha. e sinh ra từ q b sinh ra từ y và q với y là vuông pha với nhau cho nên là e và b nó cũng sao vuông pha với nhau cho nên tổng bình phương của hai này sẽ là một đúng chưa mà một thằng là không 6 sáu rồi thì thằng kia phải là không 8 đáp án là câu a câu số 30 một sợi dây ab hai đầu cố định đang có sóng dừng với bước sóng lambda khi dây duỗi thẳng mn là hai điểm trên dây cách a lần lượt là 15 và 39 biết rằng các phân tử ở mn dao động với cùng biên độ giá trị lambda không thể là bao nhiêu đúng chưa chúng ta biết là biên độ đại số ha biên độ đại số của một cái điểm biên độ đại số của một cái điểm bất kỳ nó sẽ là bằng hai a sin à, à, bất kỳ mà cách cách nút đó nha cách nút hai a sin 2 b à, tọa độ của nó so với nút chia đi cho lambda đúng chưa Đó đây là cái gì à, biên độ đại số ha bây giờ chúng ta sẽ check đúng mà để cho nó cùng biên độ à cùng biên độ chứ chứ, chứ. À, cái dấu con này là sẽ quyết định là cùng pha ngược pha cho nên là chúng ta cũng không quan tâm tới pha luôn. Chúng ta sẽ suy ra biên độ thiệt của mình nè. À. Đó chính là 2a à, sin của gì? À chỉ đối sin của 2 b x m chia lambda. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ check bằng cách là gì? Là chúng ta sẽ lấy am trừ an và chúng ta check coi nó có bằng không hay không đúng chưa hai a làm chung nè ở trong còn lại là hai cái trị tuyệt trừ nhau đúng chưa hai cái trị tuyệt trừ nhau thôi và chúng ta bấm máy ha à, chúng ta khỏi cần bấm hai a chỉ cần hai a nó khác không mà chỉ cần uh, hiệu của hai cái trị đối sin là bằng không là ok Sin. hai b x hoặc là chúng ta nhớ hai số nó giống nhau là được Đúng chưa? hai số mà nó giống nhau là được Không sao hết Vậy lambda của mình là x nè Thằng này gọi là A đi Đó Điểm này gọi là A À quên Bấm luôn chứ nhà A, B gì đây à, Thằng M cách thằng này kia là 15 Đúng chưa? Đó, xong thì trừ luôn cho sin chỉ đối sin Bạn nào lười thì sao? Bấm một cái thôi. À, xong rồi à, so hai cái bằng nhau. Nhưng mà cái đó hình như là còn xiên hơn. Đó, chứ không phải lười đâu. Để cho. Chia đi cho ít xì. Là bước sóng đó mọi người ha. đó, Rồi. Thì chỉ cần xét cái hiệu này thôi. Khi nào cái hiệu này bằng không Thì tức là nó cùng biên độ. Đúng chưa? Can. 12. Cùng biên độ. À, không cùng biên độ nè. Ồ. Mới vô. À quên. Đổi máy tính ở chế độ uh, ra Radian ăn phát nha. 2 2 bằng K0 Ok, cùng biên độ 18 K0 Ok, cùng biên độ 24 K0, cùng biên độ Và cái cuối cùng 14,4 Đáng lẽ mình phải nghi thằng này đầu tiên đúng không ạ? À? Đáng lẽ mình phải nghi thằng này đầu tiên cơ. À, chơi các 2 chia 2 là cút à. Được chưa? nấu ăn rồi. Rồi, tiếp theo câu 31. Tại một điểm trong không khí, à, nơi có sóng điện từ truyền qua, à, cả ứng từ biến thiên theo phương trình là như đây. Biết trong không khí, sóng điện từ truyền với tốc độ là 3 x 10 mũ 8 m trên giây. Bước sóng của sóng điện từ bằng bao nhiêu? Ok. À, mình có omega ha. Vậy bước sóng rất là dễ. Vậy thì à, hay bị người ta à, hay bị vả lắm. Đúng không? Hay bị vả lắm được chưa nhưng mà do là đây là sóng điện từ cho nên tốc độ trong không khí nó cũng gần bằng tốc độ trong chân không là c thì suy ra lambda của mình nó sẽ bằng 2 b c chia cho omega là xong 2 b nhân cho 3 nhân 10 mũ 8 chia cho omega là 2 b nhân 10 mũ 8 ok chỉ tiêu mấy này đi ra 3 mét đúng chưa 3 mét 3 mét là sóng cực ngắn Đấy chưa? Sóng cực ngắn thì truyền thông uh, bằng vệ tinh thôi Ca cộng thôi 32 Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động cùng pha Theo phương thẳng đứng phát ra sóng kết hợp với sóng lambda Biết AB là 5,35 lambda Trên đường tròn đường kính AB khoảng cách xa nhất giữa hai cực đại kề nhau là bao nhiêu Ok Toàn thế nhỉ Ok Này mình phải giải ở ngoài rồi ha đề này cũng khá là dài đấy khá là dài đấy bạn nhìn câu nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nhỏ tí nào rồi dễ cái hình để dễ hình dung à, hai nguồn kết hợp A và B Đúng cho đường tròn đường kính AB luôn Thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn đường kính AB trước nè để tao to đi à. Mặc dù nó không đều lắm nha Nhưng mà Coi cho vui A đây B đây Để chưa Đây là O Y gì đó ha Nói chung là vậy à, Y đi Biết AB á, là 5,35 lambda trên đường tròn đường kính AB. Khoảng cách xa nhất giữa hai cực đại kề nhau là tại vì mọi người ha khi thằng này giao thoa thì trung trực lại cực đại này nè được chưa và có rất là nhiều cực đại có rất là nhiều cực đại ok đây đây ok chưa Ở và nó muốn là tính khoảng cách giữa hai cực đại kề nhau hai cực đại kề nhau trên cái đường tròn nó là cái đoạn này được chưa hai cực đại kề nhau chính là trên cái đoạn này đúng rồi chính là trên cái đoạn này ở trên cái đoạn này rồi ha vậy bây giờ mình phải uh, một đó là mình biết cái hình đúng không mình biết cái hình là khi nào mà nó sao nó, 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 nhỏ nhất đúng chưa khi nào mà nó gần nhau nhất thì gần nhau nhất thì càng xa thì nó sẽ càng xít nhau thôi càng uh, gọi là bực nó càng cao đúng không thì nó sẽ xít nhau và mình sẽ so sánh luôn với lại cái uh, cái cực đại mà nó cắt đường tròn tại hai điểm ở cùng một bên này nè đó chỗ này cũng là, cũng, cũng là chỗ có khả năng đúng không khả năng khả năng khả năng đúng không ạ à, vậy thì mấy cái điểm này nó càng ngày nó càng sao nó càng tụ lại đúng chưa? nó càng tụ lại nó càng tụ lại vậy nó có nghĩa là nó càng gần lại mọi người ha nó càng gần lại đó được chưa tuy nhiên đúng không ạ à, tuy nhiên thì để tính được cái cạnh này á không phải là điều đơn giản ha để tính được cạnh này á thì không phải là điều đơn giản luôn rồi. cho nó xanh đi cho nó nổi bật đây tính được cái cạnh răng ngang này thì cũng khó phết đấy đúng không ạ à? để tính được cạnh căn ngang này thì chúng ta có thể dùng mà dùng gì nha dùng góc ở tâm chẳng hạn dùng góc ở tâm nè hoặc là có thể dùng à, góc ở tâm thì được nè góc ở tâm thì à, liên hệ với lại à, dây cung đúng không ạ à? chết không được để giờ thì chúng ta dùng à, góc à, góc nội tiếp đi đúng không à? dùng góc nội tiếp đúng không ạ à? tính à, góc nội tiếp thì là góc có hai đỉnh nằm trên đường tròn, ở lòng có hai chân nằm trên đường tròn và cái đỉnh nó cũng nằm trên đường tròn luôn. Thì thầy sẽ dùng góc nội tiếp tại A hoặc góc nội tiếp tại B cũng được, đúng chưa? Góc nội tiếp tại A hay góc nội tiếp tại B cũng được. Đây. À, cụ thể ha. Đây thì thầy gọi nó là N1 đi, thầy quy theo bậc hết nha. Đây gọi là N2. Ok là like chưa? Đó. thì N1 trên N2 à, thì đâu quên đây là n1 phẩy nha đó bên đây mới là n2 nè bên đây mới là n2 được chưa đây là n2 gọi kia là n2 phẩy ha ok chưa đó thì bây giờ mình sẽ tính khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đường tròn bằng hai cái à, a này liên tiếp đúng không bằng hai cái a này liên tiếp hợp lý không ạ à? Vậy thì mình sẽ phải thiết lập một cái à... À, quan trọng nhất là cái góc này. Tại vì khi mà có góc này, đúng chưa? Có cái góc này thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được cái à... cái cạnh đối diện. Đúng chưa? Cái cạnh đối diện. Ừ. Khoảng cách xa nhất giữa hai cực đại kề nhau. Hả? Cách xa nhất giữa hai cực đại kề nhau. Ok, như là mình đã nhận định sai hay sao nha. Từ từ nha. Đây. Cực đại. Cực đại. Cực đại. À, càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa cơ. Thế mới thế mới toàn chứ càng ngày càng xa Tại ra càng ngày hyperbol nó càng công mà càng ngày càng xa ok ha nói chung là chúng ta lưu ý giùm thầy là chúng ta sẽ nhận xét đúng không ạ nhớ cái thứ nhất nè các điểm, các đó là các giao điểm, các giao điểm của hyperbol cực đại và c càng ngày càng thưa, đúng không ạ? càng ngày càng thưa và vì chúng ta là phải đi tính, đúng không ạ? phải đi tính khoảng cách giữa hai điểm M với N này. Đó là lại dây căng ngang này nè Ta dùng uh, gì được ta Chúng ta dùng cái gì được ta Dùng uh, định lý hàm sin được không này chia cho sin của góc đối diện Bằng này Chia cho sin của góc này Đúng chưa Bằng N1 chia cho sin của góc B à, Mà sin của góc B đó, Thì nó sẽ bằng đi cho N1 chia cho AB luôn Hợp lý phết chứ đùa Đúng không à? thì chúng ta thấy nè tương lai chúng ta tính mn ha thì gọi đại mn đi ha ở tương lai chúng ta tính mn là chúng ta sẽ có là mn nè chia sin của góc alpha chia sin của góc đó đó góc alpha ở đây sin của góc alpha thì nó sẽ bằng gì nhỉ nó sẽ bằng đi cho uh, n 1 đúng, uh, đúng rồi đúng rồi n 1 bằng 90 độ luôn chứ nhỉ Đúng rồi, bằng 90 độ luôn ấy. Không đùa. Ok. Bằng N1 này thầy cứ nói bằng N1 vô đi. Chia cho sin của góc đối diện. Sin của góc đối diện là góc nào? Là góc này, đúng không? Từ chia sin của góc diện là sin của góc này nè. Để chơi mà khổ nổi là góc này nó lại bằng sin của góc này cơ. Đúng chưa? Tại vì đây là hai góc nội tiếp cùng trắng cung uh, AM mà. Đúng chưa? Vậy là chia cho sin góc này mà sin góc này lại bằng gì? À mà sin của góc uh, B mà hai lần này đó nó lại bằng đối là AM lại lại là N1 chia cho gì? Chia cho huyền là AB. Đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng đi cho AB luôn. AB mà quy ra bậc đó nha. Là bằng 5,35 luôn. Đúng chưa? Vậy suy ra độ dài đoạn MN nó sẽ bằng đi cho 5,35 nhân đi cho sin của góc alpha. Mọi người vô mà, để nói lại nha. Đầu tiên á là trong cái tam giác AMN này nè thì cạnh MN chia cho sin của góc alpha sẽ bằng cạnh AM chia cho sin của góc N, đúng chưa? Mà góc N này chắn cung AM. À, góc nội tiếp chắn cung AM, mà góc B này cũng là góc nội tiếp chắn cung AM. Cho nên đúng rồi, cho nên là à, hai góc đó bằng nhau này ra bằng nhau cho nên là sin của góc n này cũng là sin của góc b mà sin góc b do tam giác ở đây vuông Được chưa ở tam giác có một cạnh có cạnh huyền là đường kính tam giác vuông nè ở cho nên là n 1 này Được chưa chia cho sin của góc b nó sẽ là n 1 này chia cho ab luôn ta lật lên nó okay, ra được vậy đúng chưa à, ab là 5,35 ha 5,35 đúng chưa vậy mn của mình là 5,35 sin alpha như vậy thì do sin là hàm đồng biến ha do sin là hàm đồng biến trong khoảng góc từ 0 cho tới à, 90 độ cho nên đúng không à cho nên là alpha càng lớn thì sin càng lớn đúng không à do alpha nhọn để suy ra mn lớn khi alpha lớn alpha lớn bây giờ phải đi tìm cái cách để tính alpha ok không alpha ha alpha thì chúng ta sẽ dùng gì. Bây giờ đi tính alpha nè. Alpha của mình nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là n 1 alpha của mình sẽ là góc lớn này là n1 này chia cho sin của Đúng không à n1 này chia cho sin của gì nhỉ? Chia cho cos chứ chia cho code của ở à, uh, chia cho code của góc alpha nha thì nó là code đi mọi người biết không ạ? À? đây là code của cái góc MAB đúng chưa thì nó sẽ bằng đi cho là AM chia cho AB là N1 chia cho 5,35 lăm. À, mặt khác thì tương tự vậy ha code của uh, uh, NAB. N AB thì nó cũng là n1 phẩy chia đi cho gì nhỉ? Chia cho 535. 5,35. Thì từ đó chúng ta dễ dàng ra được là góc alpha là bằng hai góc này trừ nhau á, đúng chưa? Thì nó phải là arccos của gì nhỉ? Arccos của n1 chia đi cho 5,35 trừ đi cho arccos của N1 phẩy chia cho 5,35. Được không ạ? À? Đó. À. À, hơi 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 khó chút đúng không ạ? À? Vậy N1 N2 là 2 của hai cực đại liên tiếp ha. Bây giờ mình phải tìm thấy được cái sự liên kết của N1 và N1 phẩy đúng không ạ? À? N1 N1 phẩy thì chúng ta có gì nhỉ? Toàn thế nhỉ. Ok. Bây giờ chúng ta phải lại, lại tìm liên kết của N1, N1 phải. Thì N1 bình nè. Cộng N2 bình nè. Để cho. Thì nó phải bằng đi cho A, A, B bình đúng không? Là A bình đó. Để cho. A của mình đó là 5,35 đấy. Để không ạ? À? Ok chưa? Mặt khác là N1 trừ N2 á. Thì nó sẽ bằng K. Để cho. Nó phải bằng K. K là, là, là cái bậc. Đúng chưa? Cho nên là từ đó chúng ta sẽ dễ dàng có được là N1 bình cộng đi cho N2 là N1 trừ K tất cả bình bằng A bình. toàn thế nhỉ? Toàn phép đấy. Được chưa? Tương đương. K của mình, cái bậc của mình thì nó chỉ có thể là từ 1 đến 5 thôi. Đúng Từ 1 tới 5 thôi. Từ 0 tới 5 thôi. đâu mà Từ 0 tới 5 thôi. K của mình ha. Chạy từ 0 tới 5 thôi. Tại mình xét ở một bên thôi mà. K của mình nó thuộc 0, 5. Được chưa? 5 là mắc pin này. 0, 5 là mắc pin này. Ok like chưa? Rồi. Như vậy thì hơi hơi hơi, hơi mệt nha. Để giờ bấm shift zone. Để giờ bấm shift son đúng không ạ? À? Thì mới ra N1. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kể à, cái bảng ha. Kể cái bảng để à, nhận nhận xét được cái à, cái độ lớn của góc alpha. Đúng chưa? Độ lớn của góc alpha. Đó à, thì đây là góc à, đây là n1 nè. Thì nó sẽ đẻ ra alpha. Mà đẻ ra alpha đó thì sẽ đẻ ra được cái gì? À, đẻ ra được cái à, n1 thì sẽ suy ra được n1 phẩy đúng không nhỉ? N1. À, N1 với N1 phẩy là cùng một cột ha Cứ N1 ở trên thì N1 phẩy nằm ở dưới đúng chưa Nằm ở ngay dưới nó Ok thì cái đó là N1 với N1 phẩy nè Với N1 phẩy N1 phẩy luôn luôn thua N1 À, à một, một K đi ha K trở được 0 nè Đó ok Đây là alpha Tính ra Mn luôn cũng được Đúng chưa Tính ra Mn luôn cũng được Thấy alpha lớn thì tính Mn sao ha Vậy đây là không nè Đúng chưa Thì bậc tiếp theo là 1 2 3 4 5 là maximum Ok là chưa Vậy N1 của mình là nhiêu Thì bây giờ bấm shift son N1 là chúng ta sẽ bấm x bình nè Cộng đi cho x bình nè Trừ 0 bình Trừ 0 nè Đó lộn x trừ 0 Tất cả bình nè Bằng đi cho A bình A bình của mình á, thì nó sẽ ra là 5,35 bình. Chúng ta biết là càng ngày càng thưa nhau mà đúng không À? Cho nên là chúng ta chỉ cần biết trong cái vùng này thôi. Nhưng mà tính này cho vui thôi. tính này là nhiều. 3,73 3,783 Được chưa? Rồi, thế thấy này bằng 1 thôi Cứ vậy mà khoan Ship zone 2, 5. Đúng không? 4, 25 Đúng à 4,25 Tiếp theo Này bằng 2 4,648 4,6 5 luôn nè uh, Tiếp theo Là 3 Xếp xôn cho vui thì ra là 4,97 Đúng nha 4,97 Tiếp 4 Được chưa? Vậy thì làm như vậy thì chúng ta sẽ kết luận được hai thứ Thứ nhất là càng ngày càng thưa hay càng ngày càng sao? Càng hẹp lại Đúng chưa? 51, 21 đi Và cái thứ hai là chúng ta tính được luôn cái những gì đề bài yêu cầu 5,339 5,34 5,34. Ok là like chưa? Thì góc alpha của mình ha. Góc alpha của mình thì hơi mệt. Nó chính là... Được chưa? N1 với N1 thì chúng ta bấm là Shift code nè. À, XD. Đi. đi. Chia cho 5,35. Này ở ra đi ăn đó nha. Này ở ra đi ăn. Thì sẽ đổi qua độ đi cho nó dễ nhìn. Y. Chia đi cho 5,35. Nhớ ít y là hai số liên tiếp trên cái cột này mọi người ha. Và hai số liên tiếp trên cái cột này. Shift menu 2 1. Này tính hơi nhiều nha. 3,78. Ở này là 4,25. nó ra là 7,643. 7,643 độ. Được chưa? Rồi tiếp. Can 4,25. Còn Y là 4,65. Thì nó lên tới là 7,76 độ. Đó. Cứ vậy nó sẽ tăng lên. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thì tới số 4 này là can của gì nhỉ? Can của 5,21 với 5,34 thì nó vào cỡ 9,63 độ 9,63 độ đây là 9,63 độ ok chưa còn thằng này sẽ lệch với người anh em của nó 5,5 là cái cực đại ở dưới này 5,5 là cái cực đại ở dưới đây nè được chưa thì nó sẽ là 5,34 luôn vậy chỉ cần nhân hai lên thôi được chưa chỗ này thì nó hơi lạ cái này nhân hai lên nhân hai cái này lên là xong Đó thì can 5,34. Để ra là 7 độ. Được chưa? Vậy nó giảm lại rồi. À? Như vậy thì chỗ này là lớn nhất, đúng chưa? Chỗ này lớn nhất thì lúc đó MN của mình ha. Thì nó sẽ được tính bằng công thức là 5,35 nhân sin của góc đó. 5,35 nhân sin của góc 9,63 bằng 0,895. 0,895. Được chưa? đáp án của mình là 0,895 0,895 thì cái nào ta? toàn thế nhà 0,895 là gần 0,9 chưa đáp án là câu D đi ra 0,895 ừ, làm tròn hơi nhiều sao nhờ để ra rồi Ok đó câu chuyện là vậy ha Vậy mình sẽ có một cái kết luận là gì à đôi trên đường tròn giống vậy đó đúng mà càng ra xa à, thì tụi nó càng thưa nhau Yeah, chứ dễ xích nhau vậy là giống thầy là sai nha dễ càng càng thưa nhau đúng không càng xa nhau đó, oh, và cái chỗ mà ngay cái khúc này là cái chỗ mà xa nhất ha oh, có thể là hai này hoặc là có thể là hai thằng liên tiếp này ok lưu ý cho đó cho nên là mấy mốt mình chỉ cần đánh vô cái vùng này từ bốn năm tới năm phẩy thôi so sánh đúng ba cái này thôi là được ha rồi câu 33 một vật dao động một dao động điều hòa dọc theo đường thẳng với tốc độ cực đại là v mắt tại ba thời điểm liên tiếp là T1, T2, T3, vận tốc của vật lần lượt là V1, V2 và V3. Cho T3 trừ T1 bằng 2,5 lần T3 trừ T2, V1 bằng V2 và V3 là bị âm. Giá trị của V mắc người anh chị nào nhất sau đây. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật dòng dòng lượng giác thôi. Chờ sao giờ? Đó, đây là trục X. Đây là trục V. được chưa đó đây là v mắt này nha còn đây là trừ v mắt và bây giờ mình coi nè v 1 với v 2 được chưa là bằng nhau 20 cm trên dây mà t 3 với T1 bằng 2,5 lần t 3 với t 2 cái dễ cái thôi dễ đại nha đây v 1 với v 2 đều dương nè theo thứ tự nha đây sẽ là một nè cho quay theo vòng tròn lượng giác thôi đây là v ở thời điểm 2 nè đó oh, và nó nói là à, 3 so với 1 là gấp 3 so với 1 là gấp 2,5 lần 3 so với 2 thì 3 dễ đại thôi chứ giờ 3 nó bị âm mà đúng không ạ 3 nó bị âm mà 3 nó bằng âm mà bằng phân nửa thằng này luôn giờ thằng này là sử dụ như thằng này là 20 thì 3 thì nó sẽ chỉ có như đây thôi chỉ có 10 thôi chỉ có 10 thôi. 5, 10 thôi. Đó, đây là V3. Được không? Đó thì nói là 32 32 gấp 2,5 lần lên thì mới tới 1 13. Được chưa? Là sao ta? À, là góc này. Sẽ góc 2,5 lần góc này. Ui. Nguyên góc lớn này sẽ gấp 2,5 lần góc này. Được không? 2,5 lần góc này. Được chưa? Đó, như vậy thầy sẽ đặt góc nhỏ đó là alpha đi. Được không ạ? À? Thầy sẽ gặp à, delta phi 23 là bằng alpha. Thì suy ra delta phi 31 sẽ bằng đi cho là 2,5 lần alpha. Được không? Như vậy suy ra là delta phi 12 của mình á. Nó sẽ bằng hai cái này trừ nhau đúng không? Là 1,5 lần alpha. Mà delta phi 12 là... À, này 13 chứ nhỉ? thứ tự đồng hoàng chứ à, đây với một hai là một năm lần alpha thì suy ra à, là mỗi góc này sẽ là alpha chia hai alpha chia 2 để cho và góc này là sẽ là à, uh, alpha đó được chưa hợp lý phết chứ đùa đôn 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 ok như vậy là mình sẽ liên hệ với nhau để tìm ra được à uh liên hệ 10 đúng không liên hệ trừ 10 này nè với lại kia để tìm anh phải ok bây giờ tìm sao cho nó ngon lành cành đào nha xin ừ. của góc này đúng chưa à, v mắt ha v mắt là omega đó v mắt nhân cho xin của góc đỏ đỏ này nhân cho sin của góc đỏ đỏ này đó thì nó phải bằng à 10 đúng chưa nhân cho sin góc đỏ đỏ này thì nó bằng 10 thì là sin góc đỏ đỏ đó là bằng gì ta sin góc đỏ đỏ đó đó là bằng um, alpha trừ đi cho à, trừ đi cho cái gì alpha nè trừ đi cho góc bên đây và góc bên đây chính là 90 độ trừ cho b chia 2 đúng không góc bên đây chính là b chia 2 trừ đi cho alpha chia 2 hợp lý không à, cái góc cái góc này nè ta ta để thầy khoanh cái màu nó màu xanh nha hơi phức tạp chút nha góc này nè sẽ là b chia 2 là 90 độ nè trừ cho alpha chia 2 đúng chưa rồi đó thì nó bằng 10 và tiếp theo là à, v max nhân cho sin của alpha chia 2 À, cos chứ nhân cho cos của alpha chia 2 là bằng đi cho mấy mươi 20 độ A à, 20 cm trên dây. Và biến đổi hàng ở trên nè. Alpha mà cộng đi cho alpha chia 2 là 3 alpha chia 2 chưa? Sin 3 alpha chia 2 mà đem trừ đi cho B chia 2. Sin mà đem trừ là ra cos đúng không ạ? Ra cos. Cos luôn. Đây là cos 3 alpha chia 2. Đó thì bằng 10. Đó, còn giữa quỷ dưới kia là vậy ha rồi ship son ra có anh pha chia 2 thôi lộn ship, ship son ra có anh pha chia 2 thôi là xong rồi à, là 20 chứ nó hơi uh, hoành tạo là bằng hoành tạo là bằng lập tỷ lệ nha 1 phần 2 nè thì suy ra là hai lần cos của 3x 3x là 3 anh pha chia 2 đó ok chưa đó ờ, thì nó bằng đi cho là cos của x xi. Đó, vậy sin son dx ha. Còn bao nhiêu? 2 cos 3 x bằng đi cho cos dx. 10 son. Ở ờ, bằng 20,7 độ, đúng chưa? 20,7 độ. Ok. Như vậy thì thầy sẽ lấy 20 chia cos ạ. Để... 20 chia đi cho cos ans bằng 21,38. Ok, không có đáp án nhà Đùa nhau thế nhờ. Bây giờ nha, alpha cộng cậu chia là ba chia hai đúng. Hai này chia nhau thì hai đó lên đây. Hai này đó lên kia, hợp lý. Ừ. Hợp lý mà sao lại bỏ bó cẩn thế nhờ 2 cos nè 3 x xì bằng đi cho cos của x xì tiếp xôn bằng mấy độ đúng chưa 20,704 đúng 20,704 còn nghiệm khác không 20,704 còn nghiệm khác lớn hơn không 30 thì 20,704 à. Đấy chưa? 20,704. Ừ. Hợp lý phết nhà 20,704. Thì sau đó chúng ta lấy 20 chia cos của anh. Đúng không ạ? À? Lấy 20 nè. Chia cho cos của anh. 21,38. Là sao với nhỉ? Hay là lấy 10 Chia đi cho cos của 3 lần 20,704 bằng à, 21,38 đúng ừ. rồi nha coi tan chỗ nào ở nhà 23 là mình đặt là alpha thì 13 là 2,5 alpha đây là như đó đúng hợp lý được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ ừ um, chia đúng không? Thằng này là trừ pi chia 2 nè. Trừ pi chia 2, alpha là nguyên gốc lớn này trừ cho góc nhỏ này. Góc nhỏ này là pi chia 2 trừ alpha chia 2 đúng. Vô cùng hợp lý. Thế quái nào nhỉ? Thế quái nào ở nhà? À ok thằng kia là sin đúng không ạ? À? Đó lấy góc này nhân cho sin góc này ra 10 đúng. Sin của alpha trừ đi cho góc đó bị chia 2 trừ alpha chia 2. Hợp lý mà ta. Hợp lý mà ta ơi. Hợp lý mà ta ơi. Sai cái gì đó nhỉ? Không biết có nghiệm khác không ấy chứ. 2 cos của 3 xì bằng đi cho cos của xì xếp 60 độ hô oh, chấm luôn gì ra dữ trời là tới 200 mà 20 chia cho cos 200 à, Sao mình hơi toan toan chỗ nào đó nhờ

0,75 ha. 0,75 thì thằng này là 0,75 nè. Đây là 0,75 nè. Ok chưa? Đó, thì này 0,75 thì nó sẽ ra là alpha ha. 0,75 alpha thì nó sẽ ra là cộng 1,75. 1,75 alpha. 1,75 alpha. Vậy nó vẫn là cos ha. Đây là 0,75. Ok. Rồi bấm lại Có alpha là ít gì ở đây nữa ha Bấm luôn Bấm luôn Bấm luôn là 1,75 alpha Bằng đi cho là cos của 0,75 alpha Được không? Ở cái alpha là chia thôi Ok, lại coi Again, again, again 2 cos 1,75 xc bằng đi cho cos của 0,75 xc để giải lâu phết đi đùa 36,30 35 đúng chưa alpha vào cỡ là 36,35 độ đúng chưa từ đó mình lấy à, 20 chia đi cho cos của

xin ờ, xin góc nhỏ bằng trừ cos góc lớn à tại dấu trừ ở đây à ừ đúng rồi xin góc nhỏ bằng trừ cos góc lớn xin góc xin góc lớn bằng cos góc nhỏ mà xin góc nhỏ bằng trừ cos góc lớn ha à? đây là trừ mười à, dấu trừ ở đây nữa hả à? dấu trừ ở đây nữa đúng không à

lần cuối nha 62,8 độ rồi lấy 20 chia đi cho cos của 0,75 ans bằng 29,38 hợp lý rồi rồi ra có 29 nè vậy thì v mắt của mình ha sẽ bằng 29,38 độ 38 cm trên dây Ok, vậy là một số điều mọi người cần lưu ý ha. Đây là bài này thứ nhất là chia cho nó cẩn thận 1,5 là chi nhẩm ra 0,5 mới ghê chứ. Đúng Đó à. Cái thứ hai là sin của này, được chưa? Sin của góc nhỏ là sin của alpha hay là sin của x trừ cho pi chia 2 đó thì nó phải là bằng trừ cos. Thế là toàn, đúng không? Thế là toàn luôn rồi chứ. Ra còn còn lại thì biểu diễn của nó rất là dễ ha. Còn lại biểu diễn nó khỏi phải bày, Được chưa? Dễ. Ờ mà mẫu luôn. Câu 34. đề này khó thế nhỉ. đà điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R, Cục cảm thuần có được cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC. ZL lớn hơn ZC. Khi điều chỉnh R bằng R1 thì biểu thức cho mạch là như đây. Điều chỉnh R bằng R2 thì biểu thức cho mầm điện có thể là bao nhiêu? Ok chưa? Rồi bây giờ mình có nè. Mình nhận xét ha, nhận xét là đáp án á. đáp án mọi người ha. thì nó sao nó sẽ có y zero à, đúng không à có y zero của đáp án à. lớn hơn y zero ban đầu lớn hoặc bằng y zero ban đầu Để ra. rồi chưa rồi được chưa trường hợp thứ nhất là nếu y zero phải bằng y zero có nghĩa là I0 lúc sau á, bằng I0 lúc đầu á, thì tương đương á, cùng một cái U mà đúng không? Vậy Z uh, lúc sau, và Z2 á, bằng luôn Z lúc đầu. Mà Z lúc sau mà Z lúc đầu có nghĩa là R1 lúc sau, R lúc uh, lúc sau là R2, bằng luôn R lúc đầu. Đúng chưa? Mà vậy thì nó sao? Vô lý, chứ mà vô lý. Đã điều chỉnh nào mà phải khác chứ. Vậy hai này bỏ nè. Được chưa? Như vậy, vậy suy ra là y lúc sau của mình á phải bằng 2 căn 3. Được chưa? Tức là suy ra à, bằng lớn hơn y lúc đầu ha. Lớn hơn y lúc đầu, tức là tương đương z lúc sau phải nhỏ hơn z lúc đầu. Tức là tương đương r2 phải bé hơn r1, đúng chưa? R2 phải bé hơn R1. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình có nè. Để R giảm nha. Điều chỉnh này là điều chỉnh R giảm. Bây giờ mình uh, tìm cái pha ban đầu thôi. Tìm cái pha ban đầu thôi. Được không ạ? À? Ừ. Vậy bây giờ đồ lệ pha ha. Phi U nè. Trừ cho phi y á. Là bằng đi cho ạc tan của. Đúng chưa? Phi U trừ phi y là bằng ạc tan của ZL. Trừ cho ZC. Đúng không ạ? À? Chia đi cho R. Hiểu không? à, ZL trừ ZC chia đi cho R Hợp lý không? Đó, mà R của mình giảm xuống Cái này đang dương đúng không à? Thằng này đang dương rồi Đang dương rồi R giảm xuống thì cả cái này sao? À, tăng lên, cả phân số này tăng lên thì góc Hạt tan nó cũng tăng lên Tan là hàm đồng biến trên khoảng từ 0 tới B chia 2 ha Đó, này tăng lên Mà này tăng lên đồng thời á Thì uh, mọi người thấy ha, đây là PU trừ PI đúng không ạ? À? u là cố định rồi Muốn cho cái hiệu này nó lớn lên thì số trừ của mình nó phải sao à, số trừ của mình phải giảm xuống được chưa số trừ của mình phải giảm xuống thì đúng không à suy ra phi y của mình nó phải giảm xuống nè vậy suy ra à, đang là trừ bị chia bốn thì nó sẽ xuống thành mấy trừ bị chia bốn nè thì nó phải xuống thì xuống trừ bị chia ba thôi thì đáp án là câu ngoài. hợp lý đúng không ạ à? ok đây là một câu rất là rất là nhận xét ha rất chi là lầy lọ Rước gì vào này nọ ha Có 35 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Theo phương thẳng đứng Vật ở phía trên lò xo Ôi rồi, ôi Chết đòn nè Vật ở phía trên lò xo là ở đâu Ở đây Được chưa Đó Giờ nó vậy Vậy bình thường nó đã nén rồi đúng không ạ à? Bình thường á thì cái lò xo đã bị nén rồi bị nén do cái trọng lực của cái quả nặng ở trên nè, đè lên rồi ra rồi hình vẽ bên, bên là một phần đồ thị phụ thuộc thế năng đàn hồi của lò xo mốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng lò xo không biến dạng là chỗ e nó ở trên đây nè còn ok vị trí cân bằng thì nó sẽ nằm thấp ở dưới rồi ok ờ uh, thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất sau đây ok rồi bây giờ mình sẽ dễ dàng chọn lần vét ra để mình nói cho mấy bạn nghe chỗ này ha tay chọn chiều dương đi chọn chiều dương đi ha chiều dương hướng đâu ta chiều dương hướng lên đúng chưa chọn chiều dương hướng lên Đó hay hướng xuống ta uống hướng nào cũng được mọi người ha uống hướng nào cũng được nếu chọn chiều dương hướng lên thì e nó nằm bên đây được chưa và vùng này á vùng trên e đó là vùng giãn giãn nè vùng dưới e đó là vùng nén được không đó thì bây giờ mọi người coi ha à, nó đặt nó đạt thế năng cực đại ở đâu thì khi mà nó xa e nhất đúng chưa đây chính là biên ngầm trong cái hình này nha trong cái chiều dương mình chọn đây là biên âm nè đó và cái chỗ mà nó bằng không á là chỗ này đúng chưa bằng không là chỗ e và chỗ biên âm là chỗ nhú nhú này nè đó đây là biên dương nhé sorry đây là biên dương là chỗ nhú nhú này nè đó để tới đây tới đây á, là một chu kỳ được chưa vậy một chu kỳ á của mình á là ba ô được chưa và thời gian nén của mình á thời gian nén của mình á một chu kỳ là ba ô ha thì ở đây mình có thể so sánh à, à, khoảng thời gian à, để đi từ này vị trí E nè, đúng chưa biên âm tới E đúng chưa từ biên âm tới E ha delta phi nói chung là từ từ biên dương tới biên âm là 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 biết rồi nha là 180 độ đúng chưa tới đây là 180 này nè, đúng chưa như vậy ở đây ở một ô á, thì nó phải là 60 độ đúng chưa Vậy từ biên dương tới E phải là 60 độ. Ok chưa? Rồi hợp lý luôn, E là trung điểm của, của 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 nửa biên luôn. Được chưa? Đó. Hợp lý thì dễ, E ở đây hợp lý luôn. Được chưa? Vậy thì nếu E ở đây đã hợp lý rồi thì thời gian lò sau bị nén sẽ tương ứng với cái góc nén như sau. Góc nén là góc này nè. Được chưa? Vậy chúng ta thấy là delta phi nén của mình là bằng 240. Vậy suy ra delta t nén của mình á delta t nén của mình á nó sẽ là nhiêu nhỉ? Đó là 2t chia 3. Được chưa? Đó, 2t chia 3 là 2/3 của 3 ô là 2 lần của 1 ô. Đúng chưa? Mà 1 ô á là là là, là 0.1, Vậy ra 0.2. Vậy. Yeah. Đáp án là câu D là chính xác. Đúng chưa? Đáp án câu D là chính xác. Hiểu không? Không biết đúng không nữa. Câu 36. Đây là không biết tính toán đúng không? Còn các suy luận là bình thường, đúng không nhỉ? Cách suy luận là cực kỳ bình thường thôi. Câu 36. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn AB dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng tần số cùng pha cùng biên độ tạo ra sóng kết hợp có bước sóng bằng AB chia 8. Gọi C là điểm thuộc mặt nước sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Số điểm thuộc khoảng ADAC không tính A và C dao động cùng pha với nguồn là bao nhiêu? ôi rồi ôi lại là một bài giao thoa sóng nước à hơi toan đúng không hơi loan rồi đây coi coi tam giác abc vuông cân tại a ừ rồi dễ ha dễ ra đi vuông cân tại a đây ôi vuông tại a lần là... lần nhầm nhầm vuông cân tại a là vậy được chưa? Vậy đây mình sẽ có là A nè. Đây là B nè. Đây là C nè. Đúng chưa? Vuông cân tại A. Vuông cân tại A. A bước sóng là a um, AB thì mình gọi là A nhỏ đi nha. Vậy chưa? Um, đúng không ta? Nên gọi gì không? Vậy chưa? Vậy vậy lambda của mình nó sẽ bằng A chia 8 mà. lambda nói chung là ab là bằng tám lambda thôi ab bằng tám lambda đi cho nó dễ được chưa này nó cho nè bước sóng bằng ab chia cho tám vậy suy ra ab của mình ha bằng tám lambda hay nói cách khác là a là bằng tám đúng chưa rồi vậy đi cho nó dễ ha rồi số điểm thuộc khoảng ac dao động cùng pha với nguồn thôi đúng chưa chỉ cần cùng pha với nguồn thôi chứ không cần phải sao nhà, không cần phải cực đại ha. À, cùng pha với nguồn. Ừ. Ok. Bây giờ chúng ta biết được là dao động của một điểm nằm trên AC là M này đi. Thì ra Nó sẽ có phương trình là UM bằng 2A nè. cos của bậc vân tại M. Bậc vân tại M là AM trừ đi cho BM. Đúng chưa? chia đi cho lambda nhân cho b đó nhân cho cos của am cộng đi cho bm chia cho lambda nhân đi cho b sorry thiếu omega t rồi omega t trừ cho cái này được không rồi đó đây là phương trình của một điểm nằm trên ac đúng chưa và tam giác này là tam giác vuông cân Ừ, làm mét vuông cân đây mọi người ha đây chính là gì đây chính là bậc vân nè đây chính là bậc vân trong truyền thuyết đây là ca đây và đây chính là bậc pha trong truyền thuyết đây ca phẩy đây rồi ra à, ok như vậy mình biến đổi một chút đi nha mình sẽ có liên hệ gì giữa hai thằng n1 và n2 này hay là ca đi nha chuyển qua ca đi từ từ nha Thầy sẽ để N1, N2 trước xong thì chuyển qua K chúng ta có AB đúng à N2 bình đi trừ đi cho N1 bình là bằng AB đúng chưa hợp lý chưa à bằng AB bằng A nhỏ đó mật quân thôi ha AB AB A, A, bình á nói chung là A bình A nhỏ bình vậy thì N2 N1 của mình sẽ là là hàng thức nha, N2 chữ N1 nè. Nhân cho N2 cộng N1 nè. Sẽ bằng dây cho 8 bình. Vậy từ đó suy ra. Suy ra gì nhỉ? Đây là bậc không, đây là bậc vân. N1 chữ N2 bậc vân, còn N1 cộng N2 là bậc pha bằng 8 bình luôn. Ok. Lỗ 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 cái địa chỉ luôn, suy ra suy ra k cho k phải hay k phải theo k ta để chưa? để cùng pha ngược pha với nguồn á để cho để cùng pha ngược pha với nguồn đây để m à cùng pha với nguồn thì điều kiện cần đúng chưa suy ra điều kiện cần là gì trước? là k phải phải gì nhỉ phải nguyên đúng chưa k phải phải nguyên. Được chưa? Đó cụ thể đây là phải nguyên dương. À, và còn phải lớn hơn mấy nữa? Phải lớn hơn 8 nữa cơ. Đúng Nó phải lớn hơn 8 nữa cơ. À, là k lớn hơn 8. Tại vì à, tổng của hai này luôn luôn lớn hơn căn còn lại ha, Để cho nên nó phải lớn hơn 8. Lớn hơn 8 nha, lớn hơn 8. Maximum á, là là ở C nè. À vậy mình có thể tính luôn đó nha Tính luôn á Đây là 8 nè Đây là 8 nè Đây là 8 căn 2 Đúng chưa Như vậy cao phẩy của mình ha Nó sẽ thuộc k phẩy của mình á Nó sẽ thuộc Lớn hơn 8 nè Và cùng lắm là chữ C đúng không à Cùng lắm là chữ C là 8 cộng 8 căn 2 Tại vì nó chỉ nằm trên đoạn AC mà Là ra 19 Ôi dồi To thế nha Photo, to to là 19 được ha là 19 được được chưa đó là đó là điều kiện cần ha và điều kiện đủ điều kiện đủ là k đúng chưa đó là cos k cos ca là cos k à, là cos của góc này nè là cái dấu dấu của này nè và cos của bỏ omega t đi là cos của gì cos của k phẩy bi nó phải dương cos kb và cos kb cái tích này nó phải dương thì ra thì nó mới cùng pha với nguồn được tại vì nếu mà k nó sống lỗi nó làm cho cos này âm á thì nếu mà k phải nguyên á đó mà k phải nguyên thì nó sẽ bị sao nhỉ bị đảo đúng không ví dụ như k phải làm cho này đang ngược pha đi đúng chưa đang là ca phải đang lẻ để cho này ngược pha đi thằng này có thể âm để bật lại thành cùng pha Đúng chưa? Vậy ra này lẻ. Thì này cũng phải lẻ theo. Đúng chưa? Thì nó mới âm. Đúng chưa? Nó phải, nói chung là nó phải... À, ừ, đó. Mà bây giờ mọi người biết là cái 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 cái, cái âm hay dương của cos là nó sao? Đây, mọi người nhìn cho thầy nha. Đây là cái kỹ thuật quy tròn Thầy nói lại một lần nữa nha. Được chưa? Đây kỹ thuật. Đây là cái sự quy tròn này. là sao ha. Bây giờ mọi người thấy á, là hàm cos của mình á là một cái hàm nằm ngang dài đó đây là cos à, đây là không độ ha đây là chỗ mà cos à, bằng một đây là chỗ mà cos bằng không đây là chỗ cos bằng trừ một còn đây là chỗ có bằng không vậy nó phân chia hai vùng vùng thứ nhất là vùng dương vùng thứ hai là vùng âm đúng chưa vùng thứ nhất là vùng dương vùng thứ hai là vùng bị âm của cos Đâu mà vậy thì chúng ta thấy ha đây là đây là không bi nè để cho đây là bi không phẩy năm bi nè đây là trừ không phẩy năm bi nè còn đây là à, đây mình sẽ gọi số khác đi trừ không phẩy năm bi nó dở hơi quá đây là một bi nè đây là hai bi nè ok chưa như vậy ha nếu mà nó dưới không phẩy năm đúng chưa nếu mà nó dưới không phẩy năm đó à, là có đang dương đúng không? Thì khi mà chúng ta quy tròn á Nếu mà đây dưới 0.5 á Thì chúng ta làm tròn á, làm tròn số đó. Thì nếu mà một số mà có đuôi Mà nhỏ hơn uh, 0.5 á Thì nó sẽ làm tròn về con số gì? Làm nguyên, làm tròn nguyên đó nha đó, Về con số gần nó Đúng chưa? Ở, về con số gần nó là số 0 à, Về con số gần nó là số 0 Ví dụ như 0.25 làm tròn lại là 0 Đúng chưa? Ở, thì nó sẽ làm cho thằng này nó dương nè bên đây dương là số 1 dương có 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 không đồng một dương nữa mà mà còn nếu mà nó lố là 0 75 đi thì ra à? thì nó sẽ làm tròn thành một mà khi làm tròn thành một á thì bấm copy nó sẽ âm đúng chưa à? và nếu mà nó nằm ở trong khoảng này ở trong khoảng này là gì là từ 1 cho tới 2 đúng không Ui, sorry này 2 bị gì này là 1,5 5 nha nếu mà làm nếu mà từ một đúng mà nếu mà từ 1 cho tới 1,5 được chưa? Thì nó sẽ làm tròn thành 1 Nó cũng ăn Còn nếu mà từ 1,5 cho tới 2B 1,5 cho tới 2 Thì nó sẽ làm tròn thành 2 Đúng chưa? Lại nó lại dương Đúng chưa? Như vậy thì K của mình á Đúng là nó sẽ ăn sao để cho gì? À, cùng tính chất đúng chưa? Vậy thằng này, này nè Nó sẽ tương đương với K Với K phải Cùng tính chất số Cùng chẳng hoặc cùng lẻ Hoặc cùng lẻ là được Được không À? Cùng lẻ là được tại vì ca phải lẻ là đang đang ngược pha nhưng mà tự nhiên ca nó lẻ luôn thì nó sao? chưa? <laughs> nếu mà bậc vân của mình nó, nó lẻ luôn thì nó sao? nó làm cho thằng đó bị là 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 là, 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 là. âm đúng chưa? Bật vân lẻ là bên này nè, là số 1 là âm nè, Bật vân chẳng là số 0 là dương nè, đúng chưa? đây là chẳng nè, bên này là chẳng nè, bên này là lẻ nè ok chưa rồi đó như vậy thì mình sẽ làm cái bảng ha làm cái bảng để mình thấy được cái chuyện đó ok cái bảng của mình đơn giản thôi yeah, nay nói hơi nhiều nha nói như một cái máy nói luôn á k phẩy nè còn đây là k là bằng k phẩy bằng tám bình chia k phẩy đó sáu mươi bốn chia cho k phẩy đó được chưa đó và bây giờ mình sẽ quyết định nó là cùng hay ngược ha ở này là cùng pha hay ngược pha được chưa như vậy thì chúng ta sẽ lập cái bảng như sau từ từ 8 là từ 9 đúng không cho tới 19 lần đó nha từ 9 cho tới 19 10 số 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 lần á đúng không à bạn nha. Sẽ cho cái bài dài thế. Thành ơi là Thành. Rồi ok. Thì mod nè. 8 nè. 64 chia cho x bằng bằng từ 9 cho tới 19. Tép là 1. Đó này là 9 với 7 nè, 7,1 nè. Được chưa? 7,1 là làm tròn thành 7 là cùng lẻ đúng không? Vậy là nó sẽ là cùng pha, đúng chưa? 10 nè là là, là 6,4. Là làm tròn thành 6, đúng chưa? Là cùng chẵn nè, vậy là cùng pha. Đúng không Lại là làm tròn thành 7 ha. 11 với lại 5,8, 5,8 thì làm tròn thành 6. Vậy một chẳng, một lẻ một chẳng nè, vậy ngược pha. Được không? Tiếp. Đó cứ nhìn vậy thôi. Thì này là chẳng nè, đây là lẻ nè, ngược nè. Được chưa? Để thôi ghi luôn đi, mệt quá. Ghi luôn cho lấy tư liệu ha. Đây là 13, kia là 5. 13 là 4 9 là 5 nè. cùng lẻ nè, cho nên cùng pha. Được chưa? Tiếp. À, 14. 4,5 4,5 4,5 mấy á 4,5 5,7 Là ra 5 rồi đúng không à Là ngược pha rồi Một chẳng một lẻ ha Trời chẳng lẻ chẳng lẻ nữa chứ 4,2 4,2 4,3 đó Là thành 4 Một chẳng một lẻ Ngược pha tiếp 16 16 là 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 4 Ok này cùng pha này là cực đại cùng pha luôn á đúng không ạ đây là cực đại cùng pha luôn á 17 với 3,7 17 với 3,7 là làm cho hành 4 nè ngược pha 18 với 3,55 3,55 làm cho hành 4 là cùng pha chưa và cuối cùng 19 là 3,3 3,3 vậy là làm trò hành 3 vậy là cùng pha luôn đúng chưa cùng lẻ ha như vậy mình thấy một điều là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 điểm cùng pha. Được chưa? Có 6 điểm cùng pha với 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 hai nguồn. Đúng chưa? Ok. Bây giờ là thầy đã giải xong câu 36. Chúng ta tiếp tục câu 37. Rồi mệt thế nha. Mệt, mệt ác thì cái chứ. Dài ác. Đó, suy luận là vậy mọi người ha à, Khi mà làm bài thì mình làm nhanh lên Đúng không ạ? À? dùng kỹ năng của mình dùng kỹ năng toán học mà mình làm nhanh lên là ok hết rồi tiếp cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có đồ thị ly độ phụ thuộc vào thời gian t nhìn vẽ bên dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 2,2 cm và pha ban đầu là trừ 2,7 radian ăn. Ừ, giá trị của a1 cần nghĩ chị nào sau đây nó cho biên độ dao động tổng hợp cây chứ thì ra biên độ dao động tổng hợp mấy cây chứ và yeah, pha ban đầu của hai thằng có luôn ừ. hợp lý nha thầy sẽ vẽ à, cái à, à, tổng hợp này thành theo kiểu quy tắc tam giác nha à, cho như là thằng à, thằng này có pha ban đầu là là bi nè pha ừ. ban đầu của này hơi thấp nha pha ban đầu của này là ở đây thầy dễ dàng đồ vector nha đó bio được chưa pha đầu là trừ bi nè còn quỷ kia là a chia a chia 2 mà đang tăng là bị chia bị chia 3 bị chia trừ bị chia 3 trừ bị chia 3 ha đó mà nó chỉ có một một nhỏ nhỏ thôi đúng không ạ đó cho nó đầy thôi đây là A1 đây nha là A2 nè được chưa đây là góc um, 60 đúng không ạ so với phương ngang nó đang À, Đó, em mọi người ha, mọi người cứ thấy là này đang không biết nào mà đi lên, đúng chưa? Vậy là trừ accord. Đó, thì góc này là trừ 60 độ cho nên là vậy ha. Rồi bây giờ biên độ dao động tổng hợp. Biên độ dao động tổng hợp à. Ừ, mình đang vẽ nó đuôi mà, đúng không? Đang vẽ nó đuôi mà. Nhận. Nó đuôi qua đây. Đó, và chúng ta biết góc này là 60 độ ha. A2 nè. Đó, thì biên độ dao động tổng hợp thì nó sẽ là nối từ đây đây à, được chưa đi nó đồng đồng hợp đang là 2,2 và pha ban đầu pha ban đầu của mình đó là trừ 2,7 ra đi ăn rồi à? kỳ ta sao trừ được ta thằng kia là bi nè thằng này là trừ 60 độ 60 độ cho nên nó chích xuống trừ 60 độ đang ở A chia 2 mà đi lên tức là đang ở góc trừ 60 là nó chết xuống. Nó chết xuống thì 2,2 so với ban đầu là 2,7 được nhỉ. Không hiểu luôn, đúng mà không hiểu luôn. Nó cho phi không. Đây thì uh, nếu mà mình không dùng dẫn đồ vector ha, mình dùng thuần chay thì nó vậy ha. Phi 01. Cho nhìn vô đây, là bây giờ không cần nói ha. Tiếp theo là phi 02. Phi 02 của mình á nó là nó là ở 0.5 A2 mà đang tăng lại trừ accord của 0.5 thì chúng ta sẽ ra là 60 độ ha, để, 180 nè. âm 60 độ. À, nhưng mà đang để ra đi ăn mà. BG3 đi chia 3 đi. Này là bi đi. Rồi, ok. Và tiếp theo là thằng kia đang trừ 2.7 phải không ta? Để coi coi. Là để, là, để, là, này là để lại lấy này trừ bi, đúng chưa? Để kia là trừ 2.7. À, Nhầm, nhầm 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 dùng giản đồ vector được mà đang hướng từ đây xuống đây mà ok và nó nói là góc này á đang là trừ hai radian được không đó như vậy thì uh, thôi chúng ta dùng uh, này ha dùng dạng uh, đồ vector thì chúng ta thấy là a 1 đúng không a 1 nè đem chia đi cho góc này được chưa đem chia cho góc này góc đó bằng nhiêu góc đó cũng đơn giản thôi Đợi chết liền luôn Góc của một tam giác Góc ngoài của một tam giác Bằng tổng hai góc trong không kề với nó Đúng chưa Nhưng mà đâu có gì đâu Ok Vậy là Chúng ta thấy là góc ngoài của tam giác là góc này nè Bằng tổng hai góc trong không kề với nó là góc này và góc này Đúng chưa Như vậy thì góc này nó sẽ bằng đi cho Đây góc này nó sẽ bằng đi cho 2,7 trừ đi cho đi chia 3 đúng chưa à, góc ngoài của một tam giác nha là 2,7 ra đi ăn này nha lấy độ lớn thôi thì bằng tổng hai góc trong không kề với nó thì sin của mình ha à, lấy à, lấy góc ngoài của tam giác này trừ đi cho à, một góc bên trong đã biết là bị chia ba thì ra góc bên trong còn lại đúng chưa bằng đi cho a 2,2 đúng chưa 2,2 là là cạnh a, cạnh a đó a của mình đó đem chia cho gì nhỉ? Đem chia cho góc đối diện là sin của B chia ba luôn. OK, baby. thì từ đó suy ra được A1 là bao nhiêu? Yeah. A1 sẽ là mod 1, Ship menu 2, 2. Được chưa? thì chúng ta sẽ bấm là 2,2 nhân đi cho sin của 2,7 trừ B chia 3 Chia đi cho sin của B chia 3 Thì nó sẽ ra là 2,53 2,531 cm Đáp án là câu B là chính xác B là chính xác ha Tiếp tục câu số 39 Câu 39 ha Mệt đòn thật sức luôn ấy Ông Thành ơi, ông Thành Trong thí nghiệm dông về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc của bức sóng là 1, lambda 2 Trên màn gọi O là vân sáng trung tâm M là vị trí gần O nhất Có hai vân tối của hai bức xạ trùng nhau Vậy trong khoảng giữa M và O quan sát được tám vân sáng đơn sắc của cả hai bức xạ Giá trị của lambda 2 gần với giá trị nào sau đây trong giữa yeah. ok cũng hợp lý Rồi, ok bây giờ mình sẽ làm như sau ha thầy sẽ lấy tỷ số k1 chia cho k2 thì không cần nói nhiều nó sẽ là lambda 2 chia lambda 1 thôi là 476 đúng chưa thì nó phải bằng một cái tỷ số b chia c và do và do gì mọi người do gì do b do do xuất hiện vân tối trùng đúng chưa cho nên b với c phải cùng lẻ đúng chưa? b với c phải cùng lẻ o là vân sáng trung tâm vậy ok chưa rồi vậy thì mình sẽ tạo ra một cái phân số gốc của vân tối trùng là 0,5b chia đi cho 0,5c hiểu không à? đây là à, vân tối trùng đúng không à vân tối trùng ha 0,5B chia 0,5C Được không? Đó thì ở đây là vân trung tâm nè O nè Đây là vân tối trùng thứ nhất nè M nè Đó, đó gần O nhất Mà có hai vân tối trùng khoảng giữa M O sẽ là 8 vân sáng đơn sắc của hai bức xạ Đó là 8 vân sáng đơn sắc của hai bức xạ Giá trị của lâm hai gần nhất là nhiêu Đó thầy sẽ để thằng này bên đây Cho nó theo thứ tự ha B chia C ở đây có 8 phương sáng đường sắt của hai bức xạ. Ở giữa nha. Thì có phải là... À, mọi người biết ha, nó sẽ cách đều nhau. Giống như là vân sáng nè. Xong rồi tới vân tối trùng nè. Xong rồi tới vân sáng trùng nè. Ok chưa? Đó, như vậy ở đây có 8 vân sáng đường sắt của hai bức xạ. Thì ở đây cũng có 8 vân sáng đường sắt của hai bức xạ. Cho nên là gì? À, giữa... O và vân sáng trùng đầu tiên. Được chưa? Có à mấy? Có 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 16 bức xạ đơn sắc. Được chưa? Tại này vân tối mà đâu có sao đâu, đúng chưa? Vậy thì chúng ta biết là số bức xạ đơn sắc của lambda một á. Được chưa? Số bức xạ đơn sắc của lambda một trong khoảng giữa đó đó thì nó sẽ là lấy đầu tiên nó sẽ là gì? Ở giữa đây thì sẽ không có vân sáng trùng nào đúng không? Cho nên nó sẽ là B 1 ha từ 0 cho đến B là có B 1 bức xạ đơn sắc. Đúng chưa? Thì là B 1 nè. N đơn sắc 2 sẽ bằng đi cho C 1 luôn. Như vậy suy ra N đơn sắc 1 cộng N đơn sắc 2 là bằng đi cho 16 vân. Thì tương đương B cộng C phải ra 18. Đúng chưa? B cộng C phải ra 18. đó không ạ? À? như vậy chúng ta sẽ dễ dàng có được một cái tỷ số là lambda 2 chia đi cho 476 sẽ bằng b chia c b thì thay thành là uh, 18 chia uh, trừ c đi chia đi cho c đúng chưa đó bây giờ mình phải đảm bảo là gì là lambda 2 là thuộc cái khoảng là từ uh, 380 cho tới 760 và tử với mẫu đều phải gì đều phải lẻ đúng chưa đó vậy là c phải là một số gì À, C phải là một số lẻ đúng chưa à, rồi, à, và tối giản nha Ok như vậy ở đây chúng ta sẽ có là lambda 2 của mình là bằng 18 trừ C chia cho 476 à, sorry. chia cho C nhân cho 476 đúng chưa B với C phải tối giản như vậy, vậy thầy sẽ làm như sau mod nè 8 nè thầy sẽ thay bồ như sau thầy sẽ thay bồ là hàm đầu là 18 trừ C 18 trừ X đây là B đây là b của mình ha còn gx á, thì sẽ là lambda 2 18 trừ cho x xì chia đi cho x nhân cho 7, 476 và nó thằng này nó phải thuộc cái khoảng là từ 308 cho tới 760 nha được chưa Đó. Bằng. À. thì mình sẽ lấy từ số lẻ đầu tiên cho tới số lẻ mà cho này vẫn còn dương là 17 step phải là 2 C phải là số lẻ nha C nhìn là biết phải là số lẻ rồi được chưa rồi bây giờ coi ha Ở này là tám ngàn mấy là cút rồi nè 71 nè Đúng ra 71 nè Vậy là nếu mà C bằng 7 b bằng 11 thấy đường không thấy đường không đây được 7, ra ra 71 nè thì ra 748 Còn nếu mà C của mình á mà bằng 9, kia bằng 9 là không được rồi. Xuống dưới đây, thúi không được, chỉ có một cái này thôi. Chỉ có đúng duy nhất một cái like này là ok thôi. 748 gần 750 nhất, đúng chưa? 748 nanomet gần 750 nhất. Ok. Đó là câu 39, chúng ta tiếp tục với câu cuối cùng là câu số 40. trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm có 3 điểm theo đúng thứ tự là A, B, C thẳng hàng. Một nguồn âm điểm phát âm với công suất B là tại O. Sao cho mức cường âm tại A đều bằng A và C đều bằng 20. Vậy là O nằm trên trung trực của A, A, C rồi. O nằm trên trực của A, C rồi. A, B, C hả? A, B, C thì dễ nó sao trời. Đây gì? Được chưa? Đường trung trực đây. O sẽ nằm trên đây. A đây. C đây. Đúng chưa? O nằm ở đây. Rồi. À đặt B một âm có công suất B đâu. B thẳng hạn Công suất là 10 phần 10B chia 3 thì mức cường âm tại O và C đều là 30. B đây. Được chưa? O và C hả? O và C đều là 30 ạ. O và C đều là 30 O O và C đều bằng 30 Vậy nó phải nằm trên trung trực của OC c Nằm trên trung trực của OC Trung trực của OC là một đường Nó rất là oái oăm Một chỗ là nó phải cắt qua trung điểm Mà nó vuông góc cơ đó. đó Đâu đó đây Được chưa Đó vậy là vuông góc đây Đây, đây là B Hợp lý chưa rồi, còn mức của âm tại A là L, giá trị của L là nhiêu? quay wow, toàn thế nhờ. Uhm, toàn đấy. Toàn đấy. Uhm, toàn phết đấy. Bây giờ A và C đều bằng nhau và bằng 20 decibel nếu mà kia là Y. Bây giờ nếu mà... ờ uh, 10b phần 3 thì mức còn lại O và C đều bằng 30. Ừ, o và C đều bằng 30. À? Thì có độ dài cạnh, đó là có độ dài cạnh OB và BC tỷ lệ với độ dài cạnh OA và OC. À, OK như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái điều gì nhỉ? À, tỷ lệ độ dài cạnh, độ dài cạnh OA, đúng chưa? So với OB à OA so với OB à. OA mà so với OB là nó có thể ăn theo AB với là AC không ta cùng một cái đường cao đúng không cùng một cái đường cùng một cái góc ở đây có cùng một góc nè cũng hợp lý ở đây có cùng một góc thì nó cũng hợp lý đây nha yeah. vậy thì mình phải liên hệ theo kiểu gì đúng không ạ ba cái thằng này ba cái thằng này OA là bằng OC rồi, đúng chưa? OA là bằng OC rồi. Ừ. AC thì AC thì tính sao nhờ? AC à, OB thì nó bằng BC rồi. Đúng chưa? OB thì bằng BC rồi. Bây giờ thầy sẽ đặt này là A đi. này là B đi. Là A đi. Là B đi, là, A đi là B đi, đúng chưa? Đó. À. <laughs> Như vậy thì sẽ liên hệ A với B. Liên hệ A với B xong. Mấy cái L thì để sau ha. Mấy cái L bình thường. Đúng không Liên hệ mấy cái khoảng cách với nhau là xong rồi. Được chưa? Chỉ cần liên hệ những cái khoảng cách với nhau là xong rồi. Hai thằng này bằng nhau. 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 Cái xíu Vậy là liên hệ khoảng cách đúng mà A với B đi nếu mà liên hệ được A với B rồi thì mình sẽ giải theo uh, quy theo A hết đúng không à? quy theo A hết thì có được không ừ. quy theo A hết quy theo A hết hả à? cũng hợp chứ nhỉ cũng hợp đấy cũng hợp bây giờ cos của góc này nè đúng chưa cos của góc alpha này nè thì nó bằng cạnh này là A chia 2, chia cho B. Nó bằng luôn ha. Nó bằng luôn gì nhỉ được chưa? Đó, có là alpha là bằng A chia 2 chia B đúng không? Nó bằng luôn gì? Nó bằng luôn là tam giác lớn nè. Tam giác lớn là mình sẽ gọi này là xì đi. À. Bằng luôn tam giác lớn nè tam giác lớn thì cos của góc này thì nó sẽ là bằng a chia cho b chia hai à, không? a chia cho b cộng x chia hai a là cạnh này đúng chưa chia cho b cộng x là nguyên cạnh lớn này đúng không nguyên cạnh lớn là b cộng x nè, chia hai a chia cho b cộng x chia hai Rồi chưa và nó còn bằng cái gì nữa còn bằng cái gì nữa còn có thể bằng cái gì nữa nha ừ. bằng cos của góc bên đây đúng chưa ở cos của góc bên đó thì chúng ta phải dùng đến định lý hàm cos rồi vậy là bằng đi cho x bình phương cộng đi cho gì nhỉ cộng đi cho a bình phương bình tổng bình phương um, an kẹp trừ cho bình phương cạnh đối diện nè chia cho tích hai cạnh kẹp Đúng nha, chia cho tích hai cạnh kẹp. Tích hai cạnh kẹp là hai lần của a nhân x. Đó mà. Ừ. Toàn thế nha. À ok, như vậy từ đây mình sẽ giải ra được ha. Từ hai cái này. Đúng chưa? Mọi người hình dung mà, thầy nói lại nha. Nè, cos của góc alpha này nè. Nếu mà tính theo tam giác O là gọi là H đi. OHC đó thì nó sẽ bằng cạnh kề là cạnh này. Alo, à có cái góc này đúng không? Ở bằng cạnh này. Cạnh này là alo. Tính theo tam giác này đi, tam giác uh, này H, này, K đi. Tính theo tam giác là BKC thì nó là kề là cạnh này, là a chia 2 nè. Chia cho cạnh huyền là B nè, đúng chưa? Còn nếu mà tính theo tam giác uh, lớn này, tam giác OHC này thì nó là cạnh này cạnh này, đúng không cạnh HC này, Và HC chính là nguyên cạnh AC, AC chính là x cộng b, đúng không? chia cho hai, đó thì nó là cạnh này, đúng chưa? nó sẽ là cạnh này chia cho a, à, cạnh này chia cho a cơ, cạnh này chia cho a cơ bạn ơi, sai rồi có của alpha cos của alpha thì nó phải bằng cạnh này là b cộng x chia 2 chia a cơ sorry sorry b cộng x chia 2 ha b cộng x chia 2 chia cho a cơ đúng không ạ à? ừ. đó và nếu mà tính theo tam giác nhỏ này tam giác nhỏ này thì chúng ta sẽ có là nó bằng cái gì nhỉ tam giác nhỏ này thì nó sẽ bằng đi cho là bình tổng bình phương hai cạnh kẹp là a bình cộng x bình nè. Được chưa? Đó, trừ cho bình phương cạnh đối diện là B bình nè, chia cho tích hai cạnh kẹp là 2 AX ha. Rồi ok. Rồi từ đây ha, thầy sẽ rút ra A bình chia 2 từ hai cái này nè. Được chưa? Thầy sẽ bằng đi cho là B nhân cho B cộng x chia 2. Được không? Thì từ đó thầy sẽ rút ra A bình là bằng hai lần của đóng này ha. Hai lần của đóng này. Được chưa? Thì nhân phân phối vô luôn đi thì mình được là B nè, cái à, này là 2B cộng x được không? đó A bình đó ha vậy thì thầy xế vô đây <laughs> à. thầy sẽ thay vô hai cái hàng tiếp theo này được chưa thì do cái 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 mũi tên màu xanh nha A với A mất nè đúng chưa vậy là B của mình là B cộng x chia 2 B cộng x chia 2 thôi. Vậy là mình à, biểu diễn x theo B được á. Đúng không à Và Đây là x bình nè. À. Cộng đi cho A bình. A bình là B. Cộng 2 bx x. Cộng x. Đúng chưa? Ở. À, xong rồi sao? Xong. xong rồi chúng ta trừ cho B bình. Trừ cho B bình. Chúng ta đem chia đi cho 2x. Chia đi cho 2x. Đó. Ờ. À, ok chưa? ít và chắc chắn lớn bé hơn b ha ít phải chắc chắn bé hơn b tức là chúng ta chỉ dùng cái tỷ số à, nói chung là chúng ta cho b bằng một thì giải cái ít phải bé hơn một chưa ở. chọn b bằng một giải thì chuẩn hóa nha ở vậy suy ra ít của mình là bằng bao nhiêu đó thì mình sẽ có là một nè cộng đi cho bài này hơi nhiều toán nha ít chia hai bằng đi cho x bình phương cộng đi cho một nhân cho 2 cộng x trừ đi cho một bình đúng không à chia đi cho hai x xếp xôn. nhỏ một nha lấy không phẩy năm thôi ok sẽ ra một nhà xiếp son không vớt một ok dịch đoạn nha sao nó ra một ta x bình cộng đi cho hai x cộng một sao nó chỉ ra một nha để để hai x trên đây đi chắc nó còn một nghiệm nữa mà do là cái mẫu cái mẫu nó sẽ làm cho mình bị à, nó nó sẽ không dò được lân cận cái số đó cho nên nó sẽ nhảy Kingston 0.1 đi Sao diễn chỉ có một nghiệm ta Toán thế nhỉ Kingston Âm 5 Ừ nha sai cái gì vậy A chia 2 Nhân A lên A chia 2 A chia 2 là Là đoạn này Chia cho đoạn B này đúng Hợp lý rồi Được chưa? nhớ là nếu mà hai cái nguồn đó uh, bằng nhau đúng chưa đó, à, mức cùng âm hai chó bằng nhau cho nên khoảng cách bằng nhau cho nên là nó sẽ nằm được trên đường trung trực đúng chưa b sẽ nằm trên đường trung trực của đoạn uh, cái nguồn sẽ nằm trên đường trung trực của đoạn đó o với c bằng nhau nè ban đầu là a với c bằng nhau nè đúng chưa thì o sẽ nằm trung trực của ac còn uh, b sẽ nằm trên trung trực của oc đúng chưa cho nên là nó mới uh, nó mới là chia hai giống vậy A chia 2 mà chia cho B Thì nó sẽ bằng cái đoạn này Là B cộng X tất cả chia 2 à, B cộng X tất cả chia 2 bạn ơi Toàn 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 <laughs> B cộng X tất cả chia 2 Mới đúng Ôi giời Thì mất luôn số 2 đi, dạ. Mất luôn số 2 Mất luôn số 2 chứ Chứ đùa Không chờ mất luôn số 2 Vậy là A bình bằng B nhân B cộng X ha. Ok Còn đoạn này à, vậy đúng rồi ôi rồi ôi hèn gì hèn gì à, ok cái này mất số 2 nè còn cái này á thì nó sẽ là b cộng x tất cả chia 2 b cộng x tất cả chia 2 ok rồi bây giờ mình sẽ bấm lại ha b là coi như là một nè cộng x nè xong rồi nhân cho x lên nè hai với hai mất đi ha hai với 2 mất đi, ha. 2 với 2 mất đi thì bằng đi cho x bình phương cộng đi cho 1 nhân cho 1 cộng x xì trừ cho 1 đúng chưa bình xếp xon lấy 0,1 thôi. Ơ nó ra 0,1 thật. Okay, vậy nó luôn đúng à. Trời ơi mình làm ra một cái luôn đúng nó cây chứ. sao toan ta từ nha thằng này nó sẽ ra là mình lại biến đổi ra một cái luôn đúng nó cây chứ hơi toan tìm liên hệ khác thôi tìm liên hệ khác thôi uhm. vậy bằng góc trên đây được không góc trên đây nó cũng giống vậy thôi khác gì đâu góc này, tam giác này, tam giác này đồng dạng với tam giác này không ta? đồng dạng với tam giác lớn này. đúng chưa? Ừ. Thì có gì đâu? chết 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 chết! làm kiểu này không được rồi. kiểu này liên hệ nó bị uh, lặp nhau rồi. mình chỉ biết a liên hệ với b theo kiểu này thôi. được chưa? mình chỉ biết a liên hệ với b theo kiểu này thôi. là a bình bằng b nhân cho b cộng x đúng chưa? Thì mình phải cần tìm một cái liên hệ khác. Cần tìm một cái liên hệ khác nha. Ừ. Cần tìm một cái liên hệ khác. Vậy là chúng ta sẽ dùng liên hệ của góc này đi. Liên hệ của góc này cũng hay xài nè. Được chưa? Liên hệ góc này cũng hay xài. Vậy là cos của góc um góc B đúng không à? Nói chung là hai góc đó là hai góc uh, bù nhau, hai góc uh, bù nhau cho nên là tổng cos, cos góc này sẽ bằng trừ góc kia, và góc cos của góc ABO cộng đi cho bằng đi cho cũng được ha, bằng đi cho trừ của cos của góc OBC thì tương đương cos của góc ABO thì nó sẽ là ít bình nè cộng b bình nè, đi Cho trừ bình phương cả đối diện nè chia cho tích của hai cạnh 2 x nhân b để cha bằng trừ nè có của góc kia có của góc kia thì chúng ta có thể tính theo kiểu này cũng được cái chứ nhà đúng chưa có góc này thì bằng à không, không có cạnh này để tính ok để tính kiểu kia đây trừ nè b bình cộng b bình trừ đi cho a bình luôn đúng không à chia cho gì chia cho hai lần tích hai cạnh để cho rồi. bây giờ thầy sẽ thay cái A bình vô đây để tìm được liên hệ của X với B. B với B mất nè, 2 với 2 mất nè. Ừ. Hơi buồn, đúng không ạ? Hơi buồn. X bình nè, cộng đi cho B bình nè. Trừ cho A bình là trừ cho B. Nhân cho B gì? À, nhân cho B cộng X. Đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng trừ X nhân lên đây đừng nói nó như nhau nha buồn nữa đấy được chưa b bình là hai b bình nè trừ đi cho à, b đó mà b nhân b cộng x nó có giống nhau không ta giống nhau nữa thì sủng. đúng không à? ạ giống nhau nữa thì sủng luôn giống nhau nữa thì ngu xuẩn luôn á chứ thằng này á nếu mà rút gọn á để chống giống nhau quá ta Trừ đi cho BX nè Được chưa Còn quỹ này là trừ ít nè Bên trong còn lại là B bình nè Trừ đi cho gì B bình trừ đi cho BX Ồ okay. kìa Giống không Không đúng không à? Giống không giống Hình như không giống đâu nhỉ Được chưa Ok Thì tới đây mình xếp son thử ha Chọn B bằng 1 nha có cách để check là làm sao nó giống luôn ngay từ đầu chứ mình không cần lăn tăng vậy nhưng mà thì lừa mình làm luôn đi ha lý mà nó phải toán đâu chặt chặt chi bằng đi cho trừ đi cho ít xì lý thì tính toán thì mình không cần tính chặt đúng không à cần một số nhỏ hơn một cần một số nhỏ hơn một rất cần please rồi nó lại giống nhau rồi ok ok như vậy là chỉ liên hệ được tới đây thôi được chưa liên hệ được tới đây thôi và từ đây mình phải sao mình phải dùng cái màu đỏ này để là mình liên hệ nhanh đấy chứ liên hệ nhanh đấy chứ dạ yeah. liên hệ nhanh đấy chứ đây thầy sẽ dùng cái này ha liên hệ. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ đây cái bài của mình nó chỉ ngắn gọn vậy thôi á. <laughs> Được chưa? Đó, Thì nãy giờ lười không à, dùng liên hệ đó. Bây giờ mình sẽ dùng 20 với 30, đúng chưa? Mọi người biết thầy một điều là gì? Là công cường độ âm á nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng đi cho công suất nguồn âm chia cho 4 pi r bình phương. Ok chưa? Đó, à, cường độ âm á nha, chia 4 pi r bình phương và bằng đi cho là y0 nhân cho 10 mũ l được chưa? Nhân cho 10 mũ l là mức cường độ âm của nó. À, ở đơn vị là ben, đúng chưa? Ở, ở đơn vị là ben nha. L ở đơn vị là ben. Thì đổi qua ben lên thì làm cho nó nhanh. Được chưa? À. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có liên hệ khoảng cách Vậy chúng ta rút khoảng cách ra. Khoảng cách bình của mình nó sẽ bằng đi cho là b. Rồi, tỷ lệ luôn đi cho nhanh. Được chưa? Cái này chỉ là bắt cầu thôi nha. R của mình nó sẽ tỷ lệ với gì? À, tỷ lệ với thứ nhất là B, căn bậc 2 của B. À, với lại à, à, 10 mũ mà L chia 2. Đúng chưa? Căn bậc 2 của B hay là ghi về luôn cũng được. Đây. Nó sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của B chia cho 10 L được không? Căn bậc 2 của B chia cho 10L. Hình dung không? Được không? Được không? Được không? Hợp lý phết đấy. Rồi bây giờ coi A nè. A của mình. Đúng chưa? Là khi đặt nguồn âm ở O. Mình có ở e Mình có mức còn âm ở e Hình dung không? Đó. Vậy A này nó sẽ tỷ lệ với lại. À, thay vì cái chữ A ha. Thì sẽ ghi thành căn bậc 2 của. Đặt nguồn âm công suất phê. Đúng chưa? Ở O. Đó khoảng cách tới A để giờ là R là là A nhỏ đó đó thì lúc đó tại A nó sẽ có mức cường độ âm là hai uh, 20 dB là hai bên Ok chưa bằng nè bình lên luôn ha mất căng đúng chưa B B này á là xảy ra khi đặt cường độ âm đặt nguồn âm tại B <laughs> đo mức cường âm tại O đúng chưa đo mức cường âm tại O nè đặt nguồn âm tại B thì sẽ có là mười 10... B chia đi cho 3 đúng chưa à, chia đi cho 10 mũ mức cường độ âm tại ô là 3 deciben đúng chưa xong rồi nhân đi cho nè lại là một chữ b giống vậy đúng không ạ à? lại là một chữ b giống vậy đây xong rồi cộng cho x cộng cho x ha biết vậy làm gì từ đầu mà mất thời gian đúng không ạ à? tưởng liên hệ được luôn x theo a C, M, ít là sao là cái mình cần tính nè đúng chưa mình sẽ làm mình sẽ liên hệ với cái mình cần tính là à, đặt nguồn âm tại b à, đặt nguồn âm tại b là 10 phê chia 3 nè đúng chưa sau rồi đo mức cường âm tại a đo mức cường âm tại a là 10 mũ l chưa có đúng chưa à, đo mức cường âm tại a đây là la lúc sau đó đó chính là la lúc sau ở đơn vị ben đó ok chưa rồi như vậy là chúng ta thấy là mấy cái b này rút gọn rồi đúng không ạ mấy cái b này chắc chắn rút gọn với nhau đó và chúng ta bấm thôi bấm thôi ha bấm cái mẫu của này cũng được bấm là một phần nè mười bình phương nè chưa bây giờ liên hệ nấy từ đầu đúng không ạ à? đỡ mất thời gian phiền thế nha bỏ b đi mọi người ha cứ bỏ b đi mà căn của mười mũ ba cộng đi cho căn bậc 2 của chết 10 phần 3 với 10 phần 3 đâu có mất đâu nhà để còn 10 phần 3 ở ngoài đó mọi người ha, 10 phần 3 bên trong có 10 phần 3 nữa lấy còn cái 10 phần 3 nữa chết rồi nhưng nè. để cho 10 phần 3 căn 10 phần 3 nhân căn 10 phần 3 là 10 phần 3 đem ra ngoài luôn, ra sẽ đem ra ngoài luôn. còn ở trong đây thì chúng ta sẽ có là 1 chia cho xì trước đi một chia cho xì trước đi đây ừ, cha ship son đi rồi tính gì tính 250 đúng chưa để suy ra 10 mũ LA phải bằng 250 như vậy suy ra LA của mình đó là bằng Los Angeles nè sẽ là lô đích đúng không à? mà mà lô cơ số 10 của 250 chia 10 đúng chưa? Lóc của 25. Lóc 25. Nhưng mà đổ qua đơn vị si decibel luôn cho nên nhân 10 ha. Là 13,9 si decibel. Ok, Không có đáp án 13,9 decibel. Lại 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 lại. lại. chắc lại coi. A bình nè. À. Đúng chưa? Là đang là 20 si dcb là 10 mũ 2 đúng. Ban kia là 10 mũ 3. 10 mũ 3 là tại sao là O và C là 20 dB đó. 30 dB đó, ok. Rồi Bấm lại nữa thì Hôm nay tính hơi sai nhỉ. 2 tiếng rồi. Phải cắt cái đoạn kia đi nhỉ. Đó, đó giờ, giờ giờ đâu có quen cắt đâu. Không có cắt. Cho so nên thôi, cứ để vậy để mấy bạn cảm nghiệm cho nó tốt toàn cái nhà tự nhiên à, 120 là 13 với mấy decibel sao 13 với mấy decibel được nó phải lớn chứ nó phải lớn ác các nếu mà để đây nó phải lớn ác tại vì ừ. tại vì cái này dài hơn mà lớn hơn 30 decibel đúng không ạ chọn 34 luôn đó chứ đúng không ta không tại vì ban đầu nó nó phải lớn hơn um, 30 decibel nữa. A có thể dài hơn ta. Đúng rồi, A có thể dài hơn nếu mà tam giác này nó, nó cắt bên đây cũng được mà, đúng rồi. Ok. Bấm lại cái nhà. Liên hệ sai cho nào thì, thì thôi đi luôn đi chứ đi luôn đấy chứ a bình bằng b nhân cho b Cộng ít đúng rồi hợp lý rồi còn gì nữa đâu cộng đi cho căn của một phần xì đúng à shipson hai trăm rưỡi thiệt hai trăm rưỡi thiệt chứ đùa hai trăm rưỡi thiệt chứ đùa rưỡi thì cái chế đùa giá lóc 25 lóc 25 thiếu dụng ta thằng này là a chi2 đúng chưa nè a chi2 chi cho B hợp lý vô cùng hợp lý rồi b cộng x uhm. chia cho 2 hợp lý luôn thì cho a ừ, hợp lý thì cái a bình bằng như đây hợp lý còn mức cường độ âm tại a lúc đó là bỏ nguồn âm tại o đặt tại b một nguồn âm có công suất là 10 b chia 3 10 b chia 3 10 b chia ba đặt như thế chung ra thành 10 b chia ba rút gọn với kia là còn 10 phần ba đúng rồi tại O và C đều là 30 decibel. R của mình á là tỷ lệ với R bình của mình là tỷ lệ với B với lại tỷ lệ nghịch với 10 mũ L. Ừ, tỷ lệ nghịch với 10 mũ L đúng. Lấy căn là nó sẽ tỷ lệ với lại B và 10 mũ L bình lên là tỷ hệ với b và 10 mũ 10 bình nè. Căn bậc 2 của 10 b 3, chia 3 10 mũ 3. Ok. B đó, cái đó là b đó, b là sao? B á là đặt nguồn âm tại b. Gây ra mức của âm tại o. Âm tại b gây ra mức cường độ âm tại o là 30 dB đúng. Ừ. Sao thế nhỉ? 10 phần 3 hợp lý nè rút gọn ở bên đây là B mất rồi à phần 3 căn 10 chia 3 đúng nhân cho căn 10 phần 3 đúng luôn căn 1 phần 10 mũ 3 đúng cộng đi cho x xì đúng chưa à, ở đây là B có thể nó ngoài không ta nếu mà nó ngoài nha nếu mà nó ngoài thì dấu này là dấu trừ đúng không à? ừ. Nếu mà bên ở ngoài thì dấu này dấu trừ, tự dấu này dấu trừ ra nghiệm không? Nếu mà thằng này ở ngoài thì chỗ này là dấu trừ. Dấu trừ như không ra. <laughs> dấu trừ nhưng không ra. 13,9 sao ra 13,9 nha cái quái nào cái quái nào ra 13,9 nhà lốc của 25 là bằng 1,39 13,9 chính 13 là xa thằng kia lắm luôn ra dạ, xa thằng kia lắm luôn á xa thằng A lắm luôn á ra đi kiểm tra lại sẽ thấy sai vậy Ừ, bây giờ kiểm tra lại hệ thức này thôi cos alpha tính bằng công thức a chia hai chia b hợp lý trường hợp nào không ta ví dụ này nó về đi dài chắc tút ngoài đây Cắt tút ngoài đây chắc tút ngoài đây thì uh, chỗ này là x nè đúng chưa nguyên chỗ này là b nè là b trừ x đúng không à b trừ x chia 2. Ừ, đó là một trường hợp. B chữ x, B chữ x bấm có ra đâu. À, bấm B chữ x đó có ra đâu. B chữ x không ra nè. Rồi trường hợp nào nó không ta? À, thằng này vuông đây B đúng rồi, A chia 2B đúng rồi. Ừ, trường hợp tiếp theo là tâm giác nó xòe ra vậy. Bao xòe đi. Bao xòe đi ở thì này nó sẽ cắt xuống đây lúc đó ít sẽ lớn hơn đúng chưa ít sẽ lớn hơn và này là 30 mươi đúng không này ba mươi nè đó thì này là ít cộng b này là b rồi ít cộng b mà chia đi cho chia đi cho hai thì đoạn cạnh này cái cạnh này chia cho a đúng không lấy cạnh này chia đi cho a Tại cạnh này là B cộng X chia 2 chia cho e. Đúng rồi là ra cos của góc này Còn thằng A thì có thể tính là A chia 2 chia B được mà Đúng rồi, cái này vuông ở đây A chia 2 chia B đúng ừ, Biểu thức này đúng phết chứ, chứ nhờ Sao chứ nhờ Thằng này hợp lý hơn tại sao Tại vì nếu mà trường hợp này á thì cường độ âm tại A nó sẽ lớn hơn cường độ âm tại B. À, là, cường độ âm tại A có thể nhỏ hơn mà ta. Bấm lại cái nhà. Bấm lại lần nữa thôi. Again again nha, không ra thôi chịu đúng không ạ? Không ra thì chịu thôi chứ giờ sao? 10 phần 3. Chút ra ngoài luôn. <laughs> Nhân cho căn bậc 2 của 1 chia cho 10 mũ 3. Tại sao 10 mũ 3? Chính là 30 dB thôi. 30 dB nè. Ở chưa? Ở nhân đi cho căn của 1 phần 10 mũ 3. Trừ ít luôn đi nhờ. Trừ ít luôn đi. Đúng chưa? Trừ căn bậc 2 của ít luôn. Giải ra 2 nghiệm cho rồi à lộn giải ra ừ, giải ra một phần mười mũ à, la luôn cho rồi đó là nguyên cái này nè tí nữa mình đặt á rút ra rồi á thì mình đặt là căn ít ha đó thì mình bấm ship son đi bật ship son đi không ra rồi này không ra là không ra rồi ok như vậy thì này thay bằng dấu cộng. Shift zone đi. 4 x 10 mũ 3. Vậy là... 1 phần 10 mũ L A là bằng đi cho 4 x 10 mũ L a 3. Để suy ra 10 mũ L A sẽ bằng đi cho là 1 phần 4 nhân 10 mỗi 3 cũng là 250 thôi <laughs> 250 thôi sao thế nhỉ 1 chia an 250 Ok vậy suy ra là a phẩy tại sẽ là logarit cơ số 10 của kia của 225 oh, của 250 luôn chứ Ừ chứ 10 chứ trời ơi không hiểu What the hell? Hèn gì? Cái thế nhờ Bố tổ loạn rồi Ok Nhưng cho người lên Thì ra là 24 dB 24 dB Đáp án là câu C là chính xác Được chưa? Đó, ok Thì Vậy là thầy đã giải xong đề số 36 Không thể nào dài dòng hơn Ở câu cuối đúng chưa? Rồi chúc các bạn học tốt môn vật lý và đại điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông uh, năm 2024. Đúng chưa? bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở đề 36.